mẹ Huyền đưa điện thoại cho bác nào. Ừ. Mẹ Huyền đưa cho bác nha. Ừ. Chào các chị nha. Hôm nay em sẽ xả áo phông với chân váy đồng giá 50k nhá. Cực kỳ rẻ luôn các chị nhá. Quần bò 500k ở các shop nhá. Nhà em sale còn 150k nhá các chị nhá. Lấy hàng tại xưởng không qua trung gian nha các chị nhá. Hàng chất đẹp cực kỳ nhá. Áo phông. Gửi lúc làm mà chả được. Gửi lúc làm mà chả được em. Giờ chị đang ở dưới này đây. Thích giờ gửi được ngày nào chị xuống dưới này chứ. Đây điện thoại Huyền đâu. Ngày nào chị dưới. Hello. Chị Vân ơi, vào mua áo nhá. Áo cực kỳ đẹp và giá rẻ nhá. Hôm nay em xả phông với chân váy đồng giá 50k các chị nhá. Chị nào có nhu cầu mua áo bên em đến tại nhà nhá. Địa chỉ xóm Minh Khai sẽ là phố trên đường tàu nha các chị nhá. Lấy áo nhá, phông với chân váy nhá. Hàng nhà em áo phông toàn là áo kiểu thôi các chị nhá. Đẹp lung linh, đẹp lồng lộn luôn các chị nhá. Áo phông nhà em là áo kiểu nha các chị nhá. Ờ cuối năm nhá. Cuối năm gửi được em nha. Cuối năm lấy lãi nhà nền một ngày nhá. Chị bán hàng từ giờ đến cuối năm cứ mua ủng hộ chị đi. Mặc hết mùa hè đến mùa thu xong mùa đông. Đến Tết luôn nhá. Áo kiểu nhá các chị nhá. Áo kiểu nhá các chị nhá. Áo kiểu nhá, chị có chị nào lấy cái áo kiểu em đang mặc không ạ? Có chị nào lấy cái áo kiểu như em đang mặc không ạ? Nhà em toàn phông áo kiểu thôi các chị nhá, xả 50k nha các chị nhá. Chỉ 50k một áo thôi nhá. Các chị nào mua nhanh tay đặt hàng cho em nhá. Áo phông áo kiểu nhá, trễ vai nhá các chị nhá. Trễ vai nhá. Chị nào lấy phông kiểu trễ vai trắng này thì comment trắng trễ vai cho em nhá. Chị nào lấy chào lấy phông trễ vai trắng này thì comment trễ vai cho em nhá các chị nhá. Phông trễ vai nhá các chị nhá. Hàng nhà em áo phông toàn áo kiểu thôi các chị nhá. Mỗi kiểu chỉ có 1-2 chiếc thôi các chị nhá. Chào lấy phông trễ vai kiểu này thì comment trắng trễ vai cho em nhá. Chất vải thì khỏi phải nói. Đẹp lung linh lồng lộn luôn các chị nhá. Hàng rẻ. Hàng đẹp giá rẻ nhá các chị nhá.
một chiếc baby doll nhá các chị nhá. Đây, lấy cái này về mặc em Dung nhá. Dung lấy cái này về mặc nhá. Baby doll đen. Baby doll đen nhá các chị nhá. Baby doll nào, baby doll đen nhá các chị nhá. Chị nào lấy cái baby doll đen này thì comment đen cho em nhá. Chị nào lấy cái baby doll này comment. Hơi bị xinh nhá. Chả thấy xinh gì. Ai lấy cái baby doll 50k chị ơi, 50k một chiếc này thôi nhá chị nhá. 50k chiếc baby doll này nhá. Nhà em hàng đẹp giá rẻ nhá các chị nhá. Không mua đâu giá rẻ vậy đâu các chị nhá. Đẹp lung linh, đẹp lồng lộn luôn các chị nhá. Không mua đâu là cái giá áo đẹp mà rẻ này các chị nhá. Baby doll đen nhá. Chị nào lấy cái baby doll đen này thì comment cho em nhá. Áo này 60 cân đổ lại vẫn mặc vừa nhá các chị nhá. 60 cân đổ lại vẫn mặc vừa nhá. Chị nào lấy đen baby doll này thì comment đen cho em nhá. Áo tím nhá các chị nhá. Tím nhá các chị nhá. Áo phông tím nhá các chị nhá. Chị nào lấy phông tím này thì comment phông tím cho em nhá. Áo phông nhà em toàn áo kiểu thôi các chị nhá. Áo phông tím có túi nhá chị nhá. Sườn áo có những cái khuy điểm này các chị nhá. Chị nào có màu trắng em ơi, có màu trắng vân nhá. Phông tím nhá, chị nào lấy cái tím này thì comment tím cho em đi nhá. Tím nhá các chị nhá. Tím có túi ở ngực này, áo có khuy nhá các chị nhá. Chị nào lấy tím thì comment tím cho em nhá. Baby doll kẻ nhá các chị nhá. Baby doll kẻ nhá. Áo này bầu bì bớt bớt chiêm thoải mái nhá các chị nhá. Ra ra Huyền bóc cho anh đi, ra Huyền bóc cho. Áo này bầu bì bớt chiêm thoải mái các chị nhá. Baby doll kẻ nhá. Vân Anh vào mua hàng đi nhanh lên. Xong mai tao lên tao làm like cho. À baby doll ý chị. Baby doll à. Baby doll này có màu đen và màu hoa nha em nhá. Hoa chất vải cực kỳ đẹp, nó là von nhưng mà loại von co giãn đấy em. Von co giãn von co giãn là loại von xịn nhá các em nhá. Đấy chị bán hàng tại xưởng thì mới có giá giật mình này các chị nhá. Em bán hàng tại xưởng có giá giật mình này các chị nhá. Các chị mà ra ngoài shop khác mua cái áo này cũng 150k này các chị ạ. Không có giá rẻ như nhà em đâu các chị nhá. Chất vải thì như nhau nhá, không bao giờ có hàng nhái. Hàng nhái mấy ếch nhái gì đâu nhá. Ai lấy cái đen này thì comment đen cho em nhá. Baby doll đen nhá. Có baby doll hoa nhá. Chả biết nó ở đâu rồi nhỉ. Baby doll kẻ nhá các chị nhá. Bầu bí bon chen thoải mái nhá. Chị nào lấy cái kẻ này thì comment kẻ cho em nhá. Hôm nay nhà em xả quần bò nhá các chị nhá. Quần bò hàng hiệu. Quần bò hàng hiệu nhá các chị nhá. Cực đẹp cực chất nhá. Cực đẹp cực chất nhá. Hàng bóc tem bóc túi nhá các chị nhá. Quần bò hàng hiệu nhá. Cực đẹp cực chất nhá. Chị nào co giãn thoải mái nhá các chị nhá. Nhà em là hàng hiệu nên số mi size của nó là rất là chuẩn nhá các chị nhá. Số size chuẩn cực kỳ luôn nhá. Chị nào mà chị nào chỉ cần nói chiều cao mấy cân nặng em sẽ tư vấn số nhá. Vì quần nhà em là quần quần bò hiệu lên số size người ta đánh rất là chuẩn nhá các chị nhá. 150k nhá. Chị ơi nhà em có số chị nhá. Nhà em có số từ 26 đến 28 nhá các chị nhá. Quần bò hàng hiệu lên số đánh rất là chuẩn các chị nhá. Ví dụ như quần nhà em 26 thì nếu như quần chợ cần nhãi nó sẽ đánh là 27, 28 nhá. Nhưng đây là 26 sẽ là 26 nhá các chị nhá. Cực chất nhá. Có màu xanh nhạt này và màu xanh đậm hơn nhá các chị nhá. Áo đen 50k chị. Áo đen 50k chị Thu Hiền Nguyễn ơi. Áo đen 50k chị nhá. Hàng nhà em xả 50k hết các chị nhá. Lẽ ra những chiếc áo chất đấy sẽ bán giá hơn nhưng mà thôi em xả hết chị nhá. Em xả hết. Quần bò hàng hiệu nhá các chị nhá. Mua ở chỗ khác quần này ở trong shop sẽ là 4-500k nhá các chị nhá. 4-500k nhá các chị nhá. Nhà em chỉ sale 1m55 lỏng 70kg. Lỏng 70kg thì không vừa em ơi. Lỏng 70kg. Lỏng 70kg mặc những cái quần ummi thì vừa em ạ.
các chị nhá, quần bò hàng hiệu các chị nhá, chia sẻ like cho em để mua quần giá rẻ nhá. Nhà em có ba mẫu nha các chị nhá, ba mẫu đủ size đủ số nha các chị nhá, đủ size đủ số nha các chị nhá. Ai lấy quần bò thì comment quần bò cho em nhá, sale chỉ còn 150k thôi các chị nhá, mua các shop sẽ 400-500k quần này nhá, quần bò hàng hiệu chất co giãn các chị nhá, đánh size số vừa khớp luôn các chị nhá, đánh size số chuẩn luôn các chị nhá, báo cân nặng và chiều cao nhá. 55 cân có mặc vừa rồi em, 55 cân mặc size 28 chị ơi, nó co giãn chị ơi. 55 cân chị cao mét bao nhiêu chị ơi? Em sale 150k cho chị nhá, quần bò hàng hiệu nhá, không ở đâu bán giá rẻ vậy đâu nhá, các shop khác bán 400-500 nhá. Em lấy hàng không ngon qua trung gian nên sẽ có giá rẻ vậy các chị nhá. Có màu này đậm hơn nữa các chị nhá, đậm hơn màu kia nhạt hơn mà màu này đậm hơn nhá. Em có mấy màu nhá các chị nhá, có mấy màu nhá, đủ size đủ số đủ các kiểu nhá các chị nhá. Chị nào thích rách nhiều sẽ có rách nhiều, chị nào không thích rách nhiều thì sẽ có rách giản dị hơn nhá các chị nhá. Năm năm cân mặc vừa size 28 chị nhá. Cái này mài xước nhẹ nhàng hơn các chị nhá, mài xước nhẹ nhàng hơn nhá, chỉ 150k thôi các chị nhá, chỉ 150k một quần bò này thôi nha, cực kỳ đẹp nhá các chị nhá, siêu xinh siêu đẹp nhá các chị, 150k nhá. Chú shop khác sẽ bán 400-500k quần này nhá các chị, và mua shop khác không có giá 150. Áo đen ok chị Thu Huyền Nguyễn nhá, áo đen của chị Thu Huyền Nguyễn, áo đen 55 cân đổ lại 55 cân mặc quá đẹp, 60 cân vẫn vừa nha chị nhá. Thu Huyền Nguyễn. Các chị đợi em chút nhá, em sẽ đi lấy áo baby doll tiếp cho các chị nhá. Còn cái baby đôn hoa này các chị nha, có baby đôn hoa nha chị, 55 cân mặc vừa nha các chị ơi. Các chị nhìn chất von nhà em thì biết là nó có giãn được nha các chị nha, von có giãn được là chất rất là xịn nha chị nha. Dáng quần mây đẹp, quần này đẹp lắm chị Vân ơi. Các chị ơi, quần này chuyên để bán trong shop thôi chị nhá, ở shop khác phải bán 400-500k quần này đây nhà em. Em chỉ bán để cho khách mặc thôi nên không có lợi nhuận gì đâu các chị nhá. Baby doll màu hoa này các chị nhá, mát mẻ nhá chị nhá. Đây này các chị nhá, nhìn chất von mà co giãn được này là thấm mồ hôi nhá chị nhá, thấm mồ hôi nhá. Nhà em hôm nay xả cả bộ nhá các chị nhá, bộ nhá, xét bộ nhá, cả quần cả áo cũng chỉ 50k thôi các chị nhá. Chị nào lấy cái baby doll hoa này thì comment hoa cho em nhá. 55 cân đổ lại mặc vừa nha, mà nhỉnh hơn là cũng mặc vừa đấy chị ạ, vì nó rộng nhá, nó rộng chị ơi. Cái này 57-58 cân cũng vừa nha các chị nhá, nó rộng nhá. Chị nào lấy baby doll hoa này thì comment baby doll hoa cho em nhá, comment hoa cho em nhá. Chất co giãn nha mọi người nha, chất co giãn nha, cực kỳ đẹp nhá. Bình thường các loại von mua thì không bao giờ co giãn nha các chị nhá, chỉ có von chất xịn thì mới co giãn được thôi nha chị nhá. Chị nào lấy hoa thì comment hoa cho em nhá. Sơ mi chấm bi nha các chị nha, màu đỏ đôi nha. Sơ mi chấm bi màu đỏ đôi nha các chị nha. Cổ V nha các chị nha. Mặc lên cổ xinh nha các chị nha. Mặc lên cổ xinh, cái áo này là cổ chữ V nha. Đằng trước đằng sau như nhau nha các chị nha. Đằng trước có một dàn khuy sơ mi nhá. Sơ mi nha. Chị nào lấy sơ mi tay dài nha, chấm bi này nhá, thì comment sơ mi chấm bi cho em nhá, thì comment chấm bi cho em nhá. Duy nhất một chiếc đỏ đôi này chấm bi thôi các chị nhá. Mặc nó là cổ V này, không phải là cổ bẻ, nên mặc là rất là mát này chị này. Chất của nó cũng mỏng dễ mặc nha các chị nhá. Chị nào lấy áo sơ mi chấm bi này thì comment sơ mi comment chấm bi cho em nhá.
Sammy này cổ mặc rất là mát nha, về cổ chữ V nha chị nhá, không phải cổ bẻ nên mặc rất là mát các chị yêu nha. À, Vân vừa hỏi áo trắng. Vân có, Vân có đang xem không Vân ơi? Màu trắng đây Vân nhá. Vân có đang xem không? Vân đang xem thì lấy cái trắng này nhá. Trắng nhá. À, lấy phong trắng này thì con mình phong trắng nhá. Đào áo hoa von, ok chị hoa von nhá. Ok chị áo hoa von nhá. Ai lấy cái phong trắng phong kiều này của em không ạ? 50k thôi các chị nhá. 50k một phong kiều này các chị nhá. Phong kiều nhá. Chị nào lấy áo phong kiều này thì comment nhá. Nhà em ở xóm Minh Khai, xã La Phù nhá các chị nhá. Chị nào ở làng thì có thể đến nhà em mặc thử thoải mái nhá các chị nhá. Chị nào ở làng thì đến nhà em mặc thử thoải mái nhá. Ai lấy áo trắng, áo kiều này thì comment trắng cho em nhá. Vân còn ở đấy thì lấy cái trắng này nhá. Chị để lại cho Vân cái trắng này nhá. Chị nào lấy cái trắng thì comment trắng cho em nhá. Ui giời. Để trong bao nó hơi nhăn các chị ạ. Về giặt đi là hết nha các chị nha. Để trong bao nó hơi nhăn nhá. Các chị đang xem like chia sẻ like cho em đi ạ. Áo này các chị nhá. Áo này 70 cân mặc vẫn vừa nhá. Chị nào 70 cân vẫn mặc vừa là cái áo này nhá các chị nhá. Nó là chất đẹp đấy các chị ơi. Em để trong bao nên nó hơi nhăn nhá. Về giặt nó hết các chị nhá. Chị nào người to to lấy áo này thì mặc đẹp nhá các chị nhá. 70 cân vẫn mặc vừa các chị nhá. 70 cân vẫn mặc vừa áo trắng em đang cầm nhá. Chị nào lấy cái áo trắng em đang cầm thì comment trắng cho em nhá các chị nhá. Chị nào lấy áo trắng em đang cầm được không ạ? Chị nào lấy áo trắng em đang cầm thì comment trắng cho em nhá. Chị nào lấy áo trắng em đang cầm thì comment trắng cho em nhá. 70 cân vẫn mặc vừa áo này các chị nhá. 70 cân nhá. Chào Kiều nhá. Kiều vào mua nhanh đi không hết hàng. Kiều vào mua nhanh đây không hết hàng nha. Chị nhá. Áo 3D nhá các chị nhá. Áo 3D nhà em có màu xanh và màu trắng nhá. Chị nào lấy áo 3D này thì comment màu cho em nhá. Nó không phải là in đâu các chị nhá, nó là áo 3D nhá các chị nhá. Giặt máy thoải mái không bao giờ lo bong nhá. Chị nào lấy áo này thì comment xanh cho em nhá. Nhà em có hai màu nhá, màu xanh và màu trắng nhá các chị nhá. Chị nào lấy xanh thì comment xanh, lấy trắng comment trắng cho em nhá. Các chị đang xem like chia sẻ like cho em đi ạ. Các chị đang xem like chia sẻ like cho em nhá. Màu xanh các chị ơi, màu xanh nhá. Mặc những cái màu này mùa hè cực kỳ bắt mẹ nhá. Đi các chị mặc những cái màu xanh này đi tới đâu như là cây tre bóng mát các chị nhá. Mát rời rượi luôn. Chị nào lấy màu này thì comment màu xanh cho em nhá. Dáng đằng trước là lô top, đằng sau là đuôi tôm nhá. Đằng sau đuôi tôm đấy các chị nhá. Các chị nhìn rõ chưa? Đuôi tôm này xẻ kiểu mang cá nhá. Chị nào lấy màu xanh thì comment xanh cho em nhá. Áo họa tiết nhá. Áo họa tiết nhá. Có in hình hoa nhá các chị nhá. Áo họa tiết nhá. Chị nào lấy màu xanh này con mừng xanh cho em nhá. Màu đen nhá các chị nhá. Áo màu đen nhá. Em không mặc thử thôi chứ mặc lên thì cực đẹp với các chị ạ. Áo này mặc lên cực đẹp luôn các chị ơi. Màu đen nhá các chị nhá. Chị nào lấy cái màu đen này thì con mừng đen cho em nhá các chị nhá. Chị nào lấy cái màu đen này thì con mừng màu đen cho em nhá. Con mừng đen nhá. Áo này có chữ nhá các chị nhá. Áo này có chữ nhá, chị nào lấy cái màu đen này thì comment đen cho em nhá. Chị Thu Huyền Nguyễn cho em xin địa chỉ luôn đi ạ. Chị Thu Huyền Nguyễn cho em xin địa chỉ và số điện thoại nhá, chị Thu Huyền Nguyễn nhá. Màu cam đất nhá các chị nhá. Áo màu cam đất phối lưới nhá các chị nhá, phối lưới nhá. Mặc lên cực kỳ xinh nhá. Cổ xinh cổ trắng nhá các chị nhá. Mặc áo này lên tôn da nhá.
Mặc áo này lên tôn da nha các chị nha. Mặc lên cổ cực xinh nha các chị nha. Vì nó phối lưới đây nha các chị nha. Thử em thử thò tay và ai mà mặc cái áo này lên cổ trắng ngất ngây ạ, đi đường là các anh chết luôn nha các chị nha. Chị nào chưa có người yêu mặc áo này có người yêu luôn các chị nhá. Ai lấy cái này thì comment cam đất cho em nhá. Bên nhà em có rất nhiều áo sơ mi nhá các chị nhá. Rất nhiều áo sơ mi nhá. Màu lâu nhá các chị nhá. Áo màu lâu nhá các chị nhá. Chỉ 50k một áo nhá, quá rẻ nhá các chị nhá. 50k một áo mà không mua đâu, giá rẻ nhá. Nhà em lấy hàng tại xưởng hôm qua trung gian mới có giá rẻ đấy các chị nhá. Chị nào lấy cái màu lâu này thì comment lâu cho em nhá. Chị nào lấy cái lâu này thì comment lâu nhá. Chị nào lấy cái lâu này thì comment lâu cho em nhá các chị nhá. Mặc những áo này lâu lên phối quần áo nó dễ nhá các chị nhá. Phối quần áo dễ nhá, tôn da tôn dáng nhá. Mặc áo lên người mặt xinh luôn. Chị nào lấy thì comment lâu cho em nhá. Nhà em có những cái áo trễ vai nhá. Chị nào thích áo trễ vai thì em sẽ lại áo trễ vai cho các chị xem nhá. Áo trễ vai nhá. Tháng này về nhiều nhá các chị nhá. Áo trên lớp cho các chị nhá. Lớp màu đen nhá. Đằng trước có lớp tốt, đằng sau đuôi tôm nhá. Đuôi tôm kiểu mang cá này các chị nhá. Áo nhà em áo kiểu nhá, mặc trẻ trung nhá. 50k một áo thôi. Chị nào lấy áo màu đen này thì comment đen cho em nhá. Chị nào lấy áo màu đen comment đen nhá. Sơ mi nha các chị nha. Sơ mi nha. Chị nào lấy cái sơ mi này nhà em có hai màu nhá. Có màu trắng, kẻ trắng và kẻ xanh nha các chị nha. À kẻ đen và kẻ xanh nhá. Chị nào lấy màu nào thì comment kẻ nha các chị nhá. Mùa hè này chỉ mặc đồ cọc thôi các chị nhá. Mặc đồ cọc nhá. Chị nào lấy cái sơ mi đen này thì comment sơ mi kẻ cho em nhá. Chị nào lấy sơ mi này sơ mi kẻ nhá. Sale có 50k thôi các chị nhá. Sale chỉ có 50k thôi chị nhá. Chị nào lấy thì comment sơ mi kẻ cho em nhá. Chị nào lấy comment sơ mi kẻ nhá. Một chiếc áo hồng đây các chị ạ. Áo hồng nhá, mặc áo này cực kỳ là tôn da nhá các chị nhá. Tay hồng nhá các chị nhá. Kiểu của nó là nhăn nhăn này lấy đấy các chị ạ, chứ không phải áo nhăn nhá, kiểu của nó là nhăn nhá. Chị nào lấy cái hồng này mặc lên cực kỳ tôn da nhá các chị nhá. Cổ chéo, cổ tim nhá các chị nhá. Cổ tim nhá. Áo này cổ tim nhá, bo bo ở dưới eo nhá các chị nhá, bo ở dưới eo nhá. Đội 7 Cát Quế, Hải Đức, Hà Nội. Ok chị Thu Hiền Nguyễn nhá. Ok chị Trung Huyền, Thu Huyền Nguyễn nhá. Chị nào lấy cái áo này thì comment hồng cho em nhá. Kiểu baby doll các chị nhá. Kiểu baby doll nhá. Kiểu baby doll nhá các chị nhá. Kiểu áo là nó nhân nhá. Mặc cái áo này thì cực kỳ xinh nhá. Em chỉ dơ này thôi nhưng mà mẫu nhà em mặc lên thì đẹp lắm các chị nhá. Chị nào lấy cái hồng này thì comment hồng cho em nhá. Hồng nhá, cái này 50 cân đổ lại mặc vừa thôi. Áo in chim nhá các chị nhá. Chuyển sang bán quần áo từ bao giờ chị? Em bán được mấy tháng nay rồi chị Trịnh Ánh ơi. Mua hàng ủng hộ em đi. Áo ba con chim nhá. Áo in nhá các chị nhá. Áo in nhá. Chị nào lấy áo đen này thì comment cho em là chim đen nhá các chị nhá. Chị nào lấy áo này thì comment chim đen nhá. Áo in ba con chim nhá. Chị ơi, hàng nhà em bán hàng giá rẻ rồi nên là nên em không miễn phí ship được chị nhá. Em bán áo quá rẻ rồi nên em không miễn phí ship được. Chị về, chị lấy áo nhà em về nói chung là phải nói xóa mát tay luôn ạ. Chất cực kỳ thích nhá chị nhá. Không bỏ tiền ra là phí đâu, chỉ có cảm thấy mua được quá rẻ thôi. Em không miễn phí ship được nhá chị nhá. Cái gì cũng mặc được chị ơi. Hàng nhà em hàng rẻ giá đẹp nhá. Căn bản các shop khác sẽ không bán giá như nhà em đâu. Nhưng mà em bán vậy thôi chị ạ. Vé nhá các chị nhá. Vé nhá. Vé in hoa nhá các chị nhá. Vé in nhá. À vé theo nhá các chị nhá. Đây là theo nhá, không phải in nhá các chị nhá. Vé theo nhá. Chị nào lấy cái vé đây thì comment vé đen cho em nhá. Bầu bí bon chen thoải mái các chị nhá. Vé theo nhá, vì nó là theo nên nó bền bỉ mãi mãi theo thời gian các chị nhá.
Chị nào lấy thì con mình vẽ theo cho em nha. Áo nha. 50k một áo chị ơi. 50k một áo nhá. 50k một áo nhá. Chị Trịnh Ánh lấy cái này không chị ơi? Chị Trịnh Ánh ơi. Chị Trịnh Ánh lấy cái loại lấy không gen loại 1 nhá chị Trịnh Ánh ơi. Cái này gen loại 1 nhá. Em bán 50k một áo nhá chị Thu Huyền Nguyễn nhá. Chị Trịnh Ánh lấy cái này không chị ơi? Gen này loại 1 nhá chị nhá, gen cực đẹp, cực xinh nhá. Đây là gen loại 1 nhá chị nhá. Nhìn sang là pha kiểu pha kim tuyến đấy ạ. Long lánh nhá. Chị lấy áo này thì con mình gen đỏ cho em nhá. Tím nhá các chị nhá. Tím nhá. Chị nào lấy tím thì con mình tím cho em nhá. Chị nào lấy áo tím này thì con mình tím nhá các chị nhá. Áo tím nhá. Chất vải dày dặn co giãn nhá chị nhá. Không bay không xù nhá. Giặt máy giặt tay đều thoải mái nhá các chị nhá. Ai lấy tím này thì con mình tím cho em nhá. Tím nhá, tím tím qua chữ nhá các chị nhá. Giản dị và đẹp nhá. Chị nào lấy tím thì con mình tím cho em nhá. Áo xanh nhá, áo mặt trăng nhá các chị nhá. Áo mặt trăng. Chị nào lấy cái áo mặt trăng này thì con mình áo mặt trăng cho em nhá. Chị nào lấy cái áo mặt trăng này thì con mình áo mặt trăng nhá. Có chị nào muốn mua đồ bộ thì hỏi em đồ bộ, em sẽ like bộ nhá. Giờ em phải like phông trước. Áo mặt trăng nhá các chị nhá. In nhá các chị nhá. À theo nhá các chị nhá. Hàng em đâu? Áo này 55 cân mặc được không? Chị ơi thoải mái chị nhá. Áo mấy cái chị chọn mặc thoải mái nhá các chị nhá. Cái này thì chắc là 53 cân đổ lại mặc vừa thôi. Cái này gen loại màu thì để em thử xem là em 50 cân này. Giờ em thử một chút nha các chị nha. Chị chọn là 55 cân mặc thoải mái chị nhá. Áo này em đang mặc 53 cân đổ lại mặc vừa nhá các chị yêu nhá. Chị nào lấy áo đỏ như em đang mặc thì con mình gen đỏ nhá các chị nhá. Áo áo gen đỏ này nó là gen loại 1 nhá, cực kỳ đẹp nhá các chị nhá. Áo gen loại 1 nhá. Các chị đang xem like chia sẻ like cho em để mua được giá rẻ nhá các chị nhá. Các chị đang xem like chia sẻ like cho em để mua giá rẻ nhá. Chị nào chia sẻ cho em 20 hội nhóm cuối like em sẽ tặng một áo nhá các chị nhá. Chị ơi bill nó tính chắc tầm 25 đến 30k là cùng với chị ạ. Bill họ tính nhá chị nhá, bill họ tính chắc ship Hà Nội chắc tầm 25 đến 30k thôi mà. Nếu em gửi hôm nay mai chị nhận được luôn nhá chị nhá. Áo dâu mèo nhá các chị nhá, áo dâu mèo nhá. Chị nào lấy áo dâu mèo này thì con mình dâu mèo nhá. Những phong nhà em đa phần là form rộng nhá chị nhá, thì là 55 cân 60 cân vẫn mặc vừa nhá các chị nhá. Áo nhá, áo ghi nhá các chị nhá. Những áo ghi này nhìn trong live vậy thôi, ở ngoài sờ êm lắm các chị ạ. Áo này sờ êm lắm các chị, lại co giãn thấm hút mồ hôi nhá. Chị nào lấy cái áo này thì con mình áo ghi cho em nhá. Các chị mua hàng nhà em giá rẻ, cực kỳ rẻ luôn các chị ạ. Nếu có phải mất phí ship đi chăng nữa so với đi mua ở ngoài vẫn là quá rẻ rồi các chị ạ. Cho chị cái áo ren đỏ. Chị ơi ren đỏ này 55 cân em sợ không mặc vừa đấy chị ạ. Áo ren đỏ này là ren loại 1 nhà em bán cái này 100 cơ ạ. Nhưng mà cái ren này em sợ chị không mặc vừa đâu ạ. Cái này em 50 cân thì em 50 cân mà mặc chỉ rộng một chút thì này 50 cân mặc một chút thì chỉ có 53 cân là đổ lại mặc vừa thôi chị Thu Huyền Nguyễn nhá. Áo lớp nhá các chị yêu ơi, áo lớp nhá, áo chữ lớp nhá. Chị nào lấy áo chữ lớp thì comment vàng cho em nhá các chị nhá. Áo chữ lớp thì comment vàng cho em nhá.
Ai lấy áo ren đỏ này, ren loại 1 nha các chị nhá. Hàng nói chung là như hàng Quảng Châu luôn các chị ạ. Ren mềm mịn nha các chị nhá, như hàng Quảng Châu luôn. Em bán áo này 100k nha các chị nhá. Chị nào lấy áo đỏ 100k này thì ok cho em nhá. Áo hồng nha các chị nhá. Hồng nhá. 55-60 cân đổ lại vẫn mặc vừa nha các chị nhá. Áo hồng nhá. Chị nào lấy áo hồng này thì comment hồng cho em nhá. Các chị lấy áo hồng thì comment hồng cho em nhá. Áo trơn nha các chị yêu nhá. Áo trơn nha các chị nhá. Áo này 53 cân đổ lại mặc vừa nhá. Chị nào lấy cái áo trơn này thì comment hồng nhá cho em nhá. Chị nào lấy cái áo trơn này comment hồng trơn cho em nhá các chị nhá. Chất vải cực kỳ đẹp nhá. Dày dặn co giãn thoáng mát thấm hút mồ hôi nhá các chị yêu nhá. Thấm hút mồ hôi nhá. Chị nào lấy màu nào thì comment màu cho em nhá các chị nhá. Áo mặt cửa nhá. Áo mặt cười, áo này 60 cân đổ lại mặc vừa nhá. Áo này 60 cân đổ lại mặc vừa nhá. Màu hồng phấn nhá. Màu hồng phấn nhá các tình yêu. Màu hồng phấn này mặc lên tôn da cực kỳ các chị nhá. Màu hồng phấn mặc lên rất là tôn da nhá. Các chị nhá, màu hồng phấn mặc lên tôn da nhá. Chị nào lấy cái hồng phấn này thì comment hồng cho em nhá. Nó là áo dáng áo thụng nhá, 60 cân đổ lại mặc vừa nhá. Ai lấy hồng phấn này thì comment hồng phấn nhá. 60 cân đổ lại mặc vừa. Áo kiểu nhá các chị nhá. Áo kiểu nhá các chị nhá, khuyết cổ V nhá. Khuyết cổ V nhá các chị nhá, khuyết cổ V nhá. Có lơ nhá, có lơ đính kèm với một hạt ngọc nhá. Có lơ đính kèm với một hạt ngọc nhá các chị nhá. Chị nào lấy cái áo đen này thì comment đen cho em nhá. Áo này 48 cân đổ lại mặc vừa thôi các chị nhá. Áo này phơn nhỏ nhá. Trễ vai nha các chị nhá. Áo trễ vai. Áo trễ vai nha các chị nhá. Áo trễ vai nha, nhà em còn màu tím, màu hồng và màu màu xanh rêu đấy ạ. Màu tím, màu hồng, màu xanh rêu. Chị nào lấy màu tím này thì comment tím cho em nhá. Mặc lên nhẹ nhàng nhá, trễ vai mà lại nữ tính nhá các chị nhá. Ai lấy cái tím này thì comment tím cho em nhá. Trễ vai tím nhá. Trễ vai tím nha các chị nhá. Gucci ạ. Gucci in hình con chuồn chuồn. Gucci in hình con chuồn chuồn nha các chị nhá. 55 cân đổ lại mặc vừa các chị nhá. 55 cân đổ lại mặc vừa. Chị nào lấy cái Gucci chuồn chuồn này thì comment xanh cho em nhá. Xanh nó pha như kiểu hơi rêu rêu ấy chị nhá. Chị nào lấy cái này thì comment xanh cho em nhá. Chị nào lấy cái Gucci này comment xanh cho em nhá. Màu vàng nha các chị nhá. Các chị đang xem like chia sẻ like cho em đi ạ. Xả áo hôm nay với giá 50k thôi các chị nhá. Quá là rẻ rồi các chị nhá. 50k thôi các chị nhá. Màu vàng nha các chị nhá. Màu vàng. Chị nào lấy cái vàng này thì comment vàng cho em nhá. Quá rẻ và đẹp các chị ơi. Áo quá rẻ và đẹp nhá. Nhà em có đồ bộ nha các chị nhá. Bộ cọc, bộ ba lỗ 2 dây nhà em bán đồng giá 50k hết các chị nhá. Đồng giá 50k nhá, nhập hàng tại xưởng không qua trung gian nên mới có giá rẻ thế các chị nhá, em bán hàng như tại xưởng rồi đấy. Ai lấy cái vàng này thì comment vàng cho em nhá. Chất vải dày dặn đấy các chị yêu nhá. Chất vải cực kỳ dày dặn nhá. Hàng nhà em về là sẽ không bay, không nhão, không xù đâu các chị nhá. Ai lấy vàng thì comment vàng cho em nhá. Chị nào ở em ở xóm Minh Khai xã Lạc Phú các chị nhá. Có chị nào mà ở làm muốn mua hàng nhà em thì đến tận nhà thử áo cho các chị nhá. Áo đẹp và rẻ các chị nhá. Chị nào ở làng thì ai muốn đến nhà em thử áo thì là nhà em ở trên đường tàu các chị nhá. Màu ghi nhá các chị nhá. Còn cái màu ghi nhá chị nhá. Chị nào lấy màu ghi này thì comment ghi cho em nhá. Áo này á. Cho chị áo ren đỏ T. Chị to có mặc được không? Chị 53 cân á. Chị ơi, em 50 cân thì mặc vẫn rộng ở eo này chị nhá. Đây này, rộng ở eo này vẫn rộng ở eo thoải mái. Nhưng mà Tạ Hà, Tạ Hà ơi, ở xóm Minh Khai đường tàu nhá, Tạ Hà nhá. Ở gần nhà bác Điệp bán gà. Nếu chị nào mà không biết nhà mình thì nói bác Điệp bán gà chắc là ai biết. Không, mình bán nai ở nhà nhá, mình bán nai ở nhà. Bán lại ở nhà nhưng mà nhà mình rất là nhiều hàng nhá. Nhà mình hàng kho hàng. Thế nên đến mặc thử thoải mái nhá Tạ Hà nhá.
Mình không không mở cửa hàng nha bạn nha, mình chỉ bán này ở nhà nhá. Chị ơi, áo này em 50 cân mặc thoải mái đấy, nhưng mà không biết chị có mặc vừa không. Chị ơi, chị cao mét bao nhiêu ạ? Chị Thu Huyền Nguyễn cao mét bao nhiêu chị ơi? Áo này nhà em gen loại 1 như hàng Quảng Châu nhá. Chị nào lấy đỏ này thì comment đỏ nha các chị nhá. Gen này pha kim tuyến nha các chị nhá, mặc lên cực kỳ đẹp nha các chị nhá. Mặc lên cực kỳ đẹp nhá. Màu ghi nha các chị yêu nhá. Màu ghi nhá. Chị nào lấy cái màu ghi này thì comment ghi cho em nha các chị nhá. Áo này sờ mềm lắm các chị ạ, thấm hút mồ hôi nhá. Nhìn thế thôi nhưng mặc áo này sẽ tôn da nhá chị nhá, mặc lên cực kỳ xinh nhá. 52 cân mặc được cái áo đỏ không? 52 cân thì mặc thoải mái bạn nha, 52 cân thì mặc thoải mái nha, mình 50 cân mà mặc vẫn rộng nhá. Áo đỏ này 100k nhá. Len mềm nó kiểu như hàng Quảng Châu ấy bạn ạ. Bình thường ở số khác bán áo này sẽ là 190 và 200k nhá. Chị cao 1m57 à? Chị ơi, em 50 cân mà em cao 1m50 thôi chị ạ. Mà em vẫn mặc thoải mái chị nhá. Cao 1m50 em mà em cao 1m50 chị nhá. 1m57 mà 53 cân thì chắc cũng vừa nhá, chắc cũng vừa đấy. Chào Cao Trang nhá. Cao Trang Cao Trang xuống chở cho tớ cái gương xuống đây thì tốt. Trang ơi, có xuống nhà chị Ngọc chở cho cái gương nhá. 52 cân 1m6 mặc quá xinh nhá. 52 cân mà 1m6 thì mặc quá là xinh nhá. 100k áo ren đỏ nhá các chị yêu nhá. Nhìn ở ngoài sẽ đẹp hơn trong like các chị nhá. Nhìn ở ngoài đẹp hơn trong like nhá. Chị nào lấy áo ren đỏ này thì comment ren đỏ cho em nhá. Số mặc được chiều quá thử. Ok tại Hà nhá. Số của ai á? À cái gương á, cái gương nhà chị Ngọc á. Đùa chứ mặc về nhà rồi nhưng mà to quá, không chở được xuống dưới này, sợ đi đường là vỡ ấy. Màu đen nhá các chị nhá. Màu đen quả chuông nhá, kim sa nhá các chị nhá. Hàng kim sa ở ngoài bán 120 nha các chị nhá. Ở ngoài bán 120 nhá. Nhà em bán 50k thôi các chị ạ. Nhà em bán đúng 50k thôi. Đây là chất vải thì em chả biết nhưng mà nói chung là đẹp nha các chị nhá. Áo này chỉ 48 cân đổ lại mặc vừa thôi nhá. Chị Ngọc là vậy. Chị Ngọc á, chị Ngọc nhà gần tới. Chị Ngọc vào đợt trước trang like cho chị đấy quần áo đồ trẻ con ấy. Chị Ngọc nhà gần tới. Ngọc chồng tên là gì trẻ nhớ. Áo lớp nha các chị nhá. Chỉ 50k một áo lớp thôi nhá. Chị nào lấy cái áo lớp này thì comment lớp nhá. Áo lớp baby doll nha các chị nhá. Áo lớp baby doll đằng trước đuôi tôm đằng sau nha các chị nhá. Chị nào lấy áo này thì comment trắng cho em nhá. Hào vâng, các chị cứ qua lên nhà em mà mua áo, áo cực kỳ rẻ nhá các chị nhá. Hàng 3D nhá các chị nhá, hàng 3D nhá. Ở chỗ nào rẻ nhất cũng 100k hàng 3D nhá. Nhà em chỉ bán 50k thôi nhá các chị nhá. Thế áo ren đỏ thì bao nhiêu? Áo ren đỏ em bán 100k chị ơi. À không, tớ mang về nhà rồi, tối qua đến nhà chị Ngọc lấy rồi. Nhưng mà đẩy về nhé. Đùa tí thôi nhưng mà không mang xuống dưới này. Tớ mang về nhà tớ rồi nhưng mà nó to quá lại không biết tháo ra thì nào lên chưa mang xuống dưới này được nhá. Áo ren đỏ 100k nhá các chị nhá. Áo ren đỏ nhá. Chất liệu thì không khác gì hàng Quảng Châu nhá, vì ren nhà em là ren loại 1 nhá các chị nhá. Ai lấy áo 3D xanh này thì comment cho em áo xanh 3D nha các chị nhá. Áo xanh 3D nha các chị nhá. Áo cực kỳ đẹp nha các chị nhá. Vì em bán lại tại nhà nên mới có giá rẻ này các chị nhá. Chứ các chị mua ở ngoài shop không có giá này đâu các chị ạ. Áo này ở shop bán rẻ cũng 100k rồi các chị ạ. Hàng 3D nha các chị nhá. Ai lấy xanh 3D này thì comment xanh nhá. Comment xanh cho em nha các chị nhá. Tím nha các chị nhá. Áo tím nha các chị nhá. Áo tím nhá. Chị nào mua cái áo tím này thì comment tím cho em nhá. Chị nào mua áo tím thì comment tím cho em nhá.
Có quả cầu nhá, quả cầu là thêu nha các chị yêu nhá. Quả cầu là thêu nhá, nên giặt máy không bao giờ lo. Những cái loại thêu này nó là bền bỉ mãi theo thời gian nhá. Áo 3D con chó màu vàng nha các chị nhá. Áo 3D con chó màu vàng nhá. Chị nào lấy cái 3D con chó màu vàng này thì co giãn nha các chị nhá, co giãn nhá. Mà những cái hàng 3D này nhà em thì cực là chất luôn. Vải đẹp nhá, lắm các chị ạ. Vải đẹp nhá. Hàng 3D con chó nhá. Anh lấy chiếc áo vàng này thì comment vàng cho em nhá các chị nhá. Anh lấy chiếc áo vàng này comment vàng cho em nhá. Xanh nhá các chị nhá, xanh ngọc nhá. Xanh ngọc nhá. Chị nào lấy cái xanh ngọc này thì comment xanh ngọc cho em các chị nhá. Màu xanh ngọc nha các chị nhá. Mặc những màu này mát mẻ đi đậu như viên ngọc sáng chói ngoài đường nha các chị nhá. Cực kỳ mát nha các chị nhá. Ai lấy xanh ngọc này thì comment xanh ngọc cho em nhá. Hồng kem nha các chị nhá. Hồng kem nhá. Chị nào lấy chiếc hồng kem này thì comment hồng cho em nhá. Nó mặc lên là quá trẻ trung mà đẹp các chị ơi. Hè này em chỉ nhập hàng toàn những cái kiểu như mặc lên người là mát rời rượi luôn các chị nhá. Em không nhập những cái nhìn đã trông thấy lóng rồi. Em chỉ nhập những cái hàng mát thôi nhá. Chị nào lấy cái hồng kem này thì comment hồng que kem cho em nhá. Một chiếc áo chữ Hàn nha các chị nhá. Chỉ còn duy nhất một chiếc các chị nhá. 60 cân đổ lại mặc vừa nhá. Áo này chất cực kỳ đẹp nha các chị nhá. Sale nhá, sale chỉ còn 50k thôi. Các chị nhìn thấy không ạ? Lỗ nha các chị nhá, có lỗ tháng nhá. Chết. Các chị nhá, áo chữ Hàn này nhá, có lỗ tháng nha các chị nhá. Ai lấy áo chữ Hàn này thì comment chữ Hàn cho em nha các chị nhá. Tay cọc như, nhưng mà kiểu form rộng lên nó gần như tay lỡ ấy các chị ạ. Nó gần như tay lỡ này. Chị nào lấy áo chữ Hàn này thì comment áo chữ Hàn cho em nhá. Đẹp cực kỳ xinh nhá các chị nhá. Cực kỳ xinh nhá. Các chị nhá, ai lấy áo chữ Hàn này comment chữ Hàn cho em nhá. 60 cân đổ lại mặc vừa nhá. Cái áo này nó form rộng nhá. Các chị nhìn cho nó trên like chắc là không được sở chất thì không biết là nó đẹp đâu các chị ạ. Thật ra áo này ở ngoài là quá đẹp luôn các chị ạ. Chất vải cũng đẹp luôn. Chị nào lấy áo chữ Hàn thì comment chữ Hàn cho em nhá. Sơ mi nhá các chị ơi. Sơ mi nhá. Một chiếc đỏ đôi nhá. Nhà em còn sơ mi màu trắng nữa nhá các chị nhá. Sơ mi màu trắng với sơ mi màu đỏ đôi nhá. Có màu trắng và màu đỏ đôi nhá các chị nhá. Sơ mi có màu trắng mà màu đỏ đôi nhá. Màu trắng lên mặc lên thanh tú nhá các chị nhá. Màu trắng thì trắng tinh trắng toát. Đẹp lắm các chị ạ. Chị nào thích màu trắng hay màu đỏ đô thì comment màu cho em nhá. 50k thôi các chị ạ. 50k một áo này quá là rẻ luôn. 50k một áo đỏ đô nhá. Nhà em là còn có màu xanh nhá. Màu xanh nhá các chị ơi. Màu xanh. Chị Thu Huyền Nguyễn còn ở đấy không chị ơi? Chị Thu Huyền Nguyễn còn ở đấy không chị ơi? Chị Thu Huyền Nguyễn còn ở đấy không? Chị chấm cho em đi ạ. Các chị đang xem live chấm cho em phát để em biết các chị đang xem nha các chị nha. Chị Thu Huyền Nguyễn ơi. Áo này nhà em Baby Don còn một cái màu tím giống cái đen của chị nhá. Chị lấy cái tím này thì comment tím cho em nhá. Chị Thu Huyền Nguyễn còn ở đấy không ạ? Chị đang hỏi áo Baby Don kiểu này. Giờ em ấy bỏ trong túi ra em chả biết còn một cái màu tím này nữa chị nhá. Ai lấy cái Baby Don tím này thì comment tím cho mình nhá. Chị nào lấy cái Baby Don tím này thì comment tím nha các chị nhá. Đẹp nha các chị nhá. Áo tím đẹp nha các chị nhá. Chị nào lấy cái tím này thì comment tím cho em nhá. Baby Don tím nha các chị nhá. Baby Don màu hồng nha các chị nhá. Baby Don màu hồng. Baby Don màu hồng nha các chị nhá. Chị nào lấy cái Baby Don màu hồng này thì comment Baby Don cho em nhá. Bầu bí bon chen thoải mái nhá. Chị có cái áo tím. Áo tím 50k chị ơi. Cái này giống hệt cái áo đen của chị nhá các chị nhá. Áo này giống hệt áo đen nha chị này. Giống hệt cái áo đen nha chị nhá.
Em giờ mới mở mở lô nó ra trong trong gói có cái tím này nhá. Chị còn lấy cái tím này thì comment tím cho em nhá. 50k chị ơi, 50k nhá. 55 60 cân mặc vẫn nói chung là mặc lên người là đẹp rồi nhá. Chị mà cao 1m57 mặc cái này là vừa xinh nha chị nhá. Cái này 1m6 mặc đẹp lắm này. 1m6 1m57 chị cao 1m57 nhưng 1m6 mặc đẹp nhá. Chị lấy cái tím cho chị ơi, chị lấy cái tím này thì comment tím cho em nhá. Để em cho vào đơn cho chị nhá. Trang ơi, Trang mà Trà lấy mấy cái này mà mặc Trang này bầu bí này. Trang ơi, chị đang xem live chấm cho em phát đi ạ. Các chị đang xem live chấm cho em phát đi. Các chị xem live chia sẻ live cho em nhá các chị nhá. Bầu bí bon chen thoải mái nhá. Trang mà Trà lấy những cái này. Ôi giời, em đang cúm các chị ạ. Nói nó cứ ngạt lên tận cổ ấy. Có chị nào lấy cái baby đôn hồng này không ạ? 55 cân đổ lại mặc xinh nhá các chị nhá. 55 cân đổ lại mặc xinh nhá. Già mặc lên hóa trẻ nhá. Trẻ mặc lên càng trẻ nhá các chị nhá. Chị nào chưa có người yêu mặc áo này có người yêu luôn nhá. Chị nào lấy cái hồng baby đôn này thì comment hồng cho em nhá. Hồng baby đôn nhá. Trắng chữ nhá các chị nhá. Trắng chữ nhá. Chị nào lấy cái trắng chữ này thì chị nào lấy cái ơi giời. Chị nào lấy cái trắng chị nào lấy cái thế áo von hoa thì bao nhiêu? Tốt tuần tuột 50k chị nhá. Cái von đấy trước em bán 80k, giờ em xả 50 nhá. Áo đấy nó chất đẹp hơn áo đấy chị. Cái von này là von tàu nhá chị nhá. Chất đẹp hơn nhá, nhưng mà em sale lốt 50k nhá chị nhá. Chị lấy em để vào đơn cho chị rồi nhá. Áo von đấy em sale 50k nhá chị nhá. Chị có lấy cái tím không chị Thu Huyền Nguyễn ơi? Chị có lấy cái tím không chị? Chị lấy tím thì comment tím cho em nhá. Ai lấy cái trắng này thì comment trắng nhá. Trắng chữ nhá các chị nhá. Trắng chữ nhá các chị yêu nhá. Trắng có chữ nhá. Trắng in chữ nhá. Chị nào lấy cái trắng chữ này thì comment trắng chữ cho em nhá các chị nhá. Chị nào lấy cái trắng chữ nhá. Cái này tay lỡ nhá các chị nhá. Cái này tay lỡ nhá các chị nhá. Chị nào lấy cái trắng chữ này thì comment trắng chữ nhá. Để mang về. Chị nào lấy trắng chữ thì comment trắng chữ nhá. Cho chị cái tím. Ok chị tím nhá. Tím nhá. 57 mét 57 mấy mét 6 mặc áo này là xinh lắm chị ạ. Áo trễ vai nhá các chị yêu nhá. Trễ vai nhá. Trễ vai màu xanh nhá các chị nhá. Các chị hình dung ra được các chị hình dung ra được kiểu áo chưa ạ? Trễ vai thì này các chị nhá. Mặc áo này lên tôn da nhá các chị yêu nhá. Áo này mặc cực kỳ tôn da nhá. Em để gần em đây các chị biết là rất là tôn da rồi các chị nhá. Mặc áo này tôn da cực kỳ nhá. Chị nào lấy áo này thì comment chiều lấy áo này thì comment xanh lọt chuối cho em nhá. Chỉ 50k cho chị ạ. Em lại bán tại nhà lên có giá này các chị nhá. Các chị đi ra ngoài shop khác mua áo bên nhà em không bao giờ có giá này đâu các chị nhá. Áo hồng cổ kiểu nhá các chị yêu nhá. Áo hồng cổ kiểu nhá các chị nhá. Cổ nó là thế này các chị nhá. Cổ đây này. Áo này mặc lên xinh lắm các chị nhá. Áo này mặc lên rất là xinh nhá. Chị nào lấy á. Chị nào lấy cái áo hồng cổ kiểu này thì comment cổ kiểu cho em nhá. Chị nào lấy cái cổ kiểu 50k thôi các chị yêu nhá. 50k thôi. Chị nào lấy cái này thì comment cổ kiểu cho em nhá. Em đang cúm quá chị ạ. Nói nó cứ ngạt hết cả tiếng đi. Nói tiếng nó cứ ngạt đi các chị ạ. Áo nhá. Áo
áo này có lỗ nhá các chị nhá, lỗ nhá, nói chung là nó giống như cái kiểu thoát khí ấy các chị ạ, mát mẻ nhá. Chị nào lấy cái U23 này thì comment cho em màu trắng nhá, chị nào lấy cái U23 này comment màu trắng nhá các chị nhá, màu trắng nhá các chị nhá, màu trắng nhá, màu xanh nhá các chị nhá, màu xanh nhá. Chị nào lấy cái xanh này thì comment xanh cho em nhá, chị nào lấy cái xanh này comment xanh nhá. Chị Thu Huyền Huyền ơi, chị có shop be không chị ơi? Nếu mà shop be chị đăng ký trên shop be mua áo của em thì chị bà nội mất 20k thôi chị nhá. Còn nếu mà 200k, đơn hàng 200k trở lên là người ta sẽ free ship cho chị nhá. Để em mặc thử cái áo này lên cho các chị xem nha các chị nhá. Áo này đẹp lắm ạ. Lại vẫn mặc vừa các chị nha. 55 cân đổ lại vẫn mặc vừa áo này nhá. Áo này nhà em có màu đỏ đô nha chị nhá. Màu xanh nha các chị nhá. 55 cân đổ lại mặc vừa nha. Hàng nhà em thì bán rẻ nhưng mà chất thì như hàng Quảng Châu thôi các chị ạ. Vì quá là đẹp và rẻ các chị ạ. Các chị nhận hàng thì sờ chất bên nhà em thì cảm nhận nhá. Nhiều các chị phản hồi chất nhà em được lắm á. Ai lấy cái áo này 55 cân đổ lại mặc vừa các chị nhá. Theo nhá các chị nhá. Theo nhá. Bền bỉ theo 5 tháng nhá. Theo nhá, áo sát lách nhá, von sát lách nhá. Von hơi co giãn các chị nhá. Như áo von hơi co giãn là nó thấm hút mồ hôi nhá. Chị nào lấy cái xanh như em đang mặc thì comment xanh nhá các chị nhá. Xanh ngọc nhá. Chị nào lấy cái xanh ngọc như em đang mặc thì comment xanh ngọc nhá. Cái này đẹp quá Huyền này. Ở trong túi nó lại màu xanh. Chị nào lấy cái xanh ngọc như em đang mặc thì comment cho em xanh nhá. Mặc những cái này đi đường mát. Màu xanh nha các chị nhá. Màu xanh nhá, màu xanh nhá. Áo kiểu áo số nha các chị nhá. Xanh nhẹ nhàng nhá. Xanh cực kỳ nhẹ nhàng nha các chị ơi. Xanh cực kỳ nhẹ nhàng nhá. Áo xanh cực kỳ nhẹ nhàng nha các chị nhá. Áo xanh cực kỳ nhẹ nhàng nhá. Chị nào lấy cái xanh này thì comment màu xanh cho em nha các chị nhá. Xanh nhá. Ở dưới có dây buộc nha các chị nhá. Áo dây nhá, xanh nha các chị nhá. Chị nào lấy cái xanh này comment xanh cho em nhá. Quần bò 500k sale còn quần bò 500k sale còn 150k nha các chị nhá. Chị nào lấy quần bò này chị nào hay phải đi đường thì lấy quần bò cho lắng nó đỡ bắt da chân nhá các chị nhá. Chị nào lấy quần bò 500k sale còn 100k đi ạ. Quần bò nhà em là quần bò chuyên bán hàng trong shop nhá các chị nhá. Quần bò chuyên bán hàng trong shop nhá. Số size đánh cực kỳ chuẩn nhá các chị nhá. Các chị chỉ cần nói chiều cao mấy cân nặng em sẽ nói các chị lấy size nào các chị nhá. Số size đánh cực chuẩn nhá các chị nhá. Quần bò chuyên bán hàng trong shop nhá các chị nhá. 500k sale còn 150k nhá các chị nhá. Nhà em có vài kiểu nhá chị nhá. Màu xanh này nhá chị nhá. Các chị nhá mặc lên cực kỳ chất luôn. Quần xanh này mặc cực kỳ chất nhá các chị nhá. Chỉ 50k, 150k một quần này quá là rẻ ạ. Các shop bán nó quần này 400-500 đấy các chị ạ. Hàng nhà em lấy hàng bán trong shop nhá các chị nhá. Ai lấy quần bò này thì comment quần bò xanh cho em nhá. Kèm cân nặng và chiều cao nhá. Kèm cân nặng và chiều cao và em sẽ tư vấn cho các chị lấy size nào các chị nhá. Em sẽ tư vấn cho chị các chị lấy size, lấy số nhá các chị yêu nhá. Một loại chỉ hơi xước đấy thôi các chị nhá. Một loại chỉ hơi xước đấy thôi các chị nhá. Xước nhẹ nhàng nhá các chị nhá. Chị nào mà không thích rách thì lấy xước này các chị nhá. Đằng sau nhá các chị nhá. Mặc lên cực kỳ chất nhá, quần cực kỳ chất. Quần này chuyên bán cho các shop nhá các chị nhá. Size số đánh chuẩn luôn các chị nhá. Mua về mặc những cái quần này vừa khít vừa đít luôn các chị nhá. Không bao giờ lo rộng mà lo chật đâu các chị nhá. Các chị chỉ cần nói chiều cao và cân nặng em sẽ tư vấn số cho các chị nhá. Mặc vừa khít vừa đít luôn nhá các chị nhá. Không lo rộng chật nhá các chị nhá. Nói có
mình cho em chiều cao và cân nặng, em sẽ tư vấn cho các chị lấy số nha các chị nhá. Ba màu xanh và rất là nhiều kiểu cho các chị nhá. Ba màu xanh và rất là nhiều kiểu nhá. Ba màu xanh rất là nhiều kiểu nhá. Chị nào quan tâm tới quần bò thì comment quần bò cho em nhá. 150k sale còn 150k. Mua quá rẻ và đẹp các chị ạ. Mua đéo đâu cái giá rẻ đấy chứ các chị nhé. Ở đâu nó bán shop nó bán quần này 400-500k rồi các chị ạ. Ôi giời ơi. Mặc lên chất như nước cất nha các chị nhá. Quần nhà em mặc lên chất như nước cất nhá. Chị nào lấy quần bò này thì comment quần bò cho em nhá. Quần bò nhà em nha các chị, comment chiều cao cân nặng em sẽ tư vấn cho các chị nhá. Em sẽ tư vấn chị các chị lấy số lấy size bao nhiêu các chị nhá. Các chị ơi, nhìn quần bò đây cực kỳ chất nhá. Ngang hàng Quảng Châu nhá. Quần này ngang hàng Quảng Châu nha các chị nhá. Em chuyên lấy quần bò, em chỉ lấy loại bán trong shop cho các chị nhá. Chị nào lấy quần bò thì comment quần bò cho em nhá. Nhìn không là thấy đẹp quá rồi các chị nhỉ. Mặc lên càng đẹp luôn nhá. Mặc lên càng đẹp luôn nha. Các chị nào lấy quần bò thì comment quần bò cho em nha. Đẹp mê hồn nha các chị nha. Đẹp mê hồn nha các chị nha. Ở đéo đâu bán cái quần bò này này rẻ thế này các chị. Em bán tại nhà mình có giá rẻ thôi mà em bán không có lợi nhuận gì đâu. Em bán để cho khách hàng vui là chính các chị ạ. Em bán cho khách hàng vui là chính chứ có lợi nhuận gì đâu các chị ơi. Các chị cứ thử đi mua cái loại quần bò này trong shop xưa. Nó chả quát cho 400-500k chứ. Đấy, mua trong shop thì nó bảo 400-500k thì cho là rẻ quá. Mua ở trên này bảo 150 thì các chị không biết được chất nó đẹp thế nào đâu các chị ạ. Quần bò nguyên ở ngoài shop nha các chị nhá. Thì 150k thôi các chị ạ. Quần bò chuyên bán shop nhá, 150k nha các chị nhá. Mua ở ngoài shop khác thì bán 450k quần này nha các chị nhá. Đi ra ngoài shop nó quát cho 4-500 qua này lại thột chim lại chèn đám mua. Em bảo 150k rẻ quá mà các chị trẻ con mình nhiệt tình nhá. Thím Yên ơi, tí chiều cháu mang về cho thím cái áo này thím Yên nhá. Thím Yên nhá, chiều cháu mang về cho thím Yên cái áo này nhá. Đây áo này kiểu rộng như thím là mặc vừa nhá. Chiều cháu mang về cho thím cái này nhá. Lấy cái này thì ok nha, để cháu mang về đỡ phải đổi chị nhá. Để cháu mang về đỡ phải đổi nhá. Có chị nào lấy cái áo như em. Lên áo phông đê. Áo phông á chị Ninh Nguyễn. Chị có lấy cái áo này em đang mặc không? Mắt rời rượi này. Đẹp lồng lộn, đẹp lung linh này. Có 50k áo này thôi, von này co giãn chị này. Thấm mồ hôi nhá. Mặc đi chơi, đi làm thoải mái. Mát ơi là mát đấy. Có ai lấy áo này thì comment xanh này cho em nhá. Nó là ba lỗ nhá các chị nhá. Nó còn màu đỏ đô nữa mà nó còn nhiều màu lắm nhưng mà nhiều hàng quá em chưa soạn được, em không biết là nó ở đâu nha các chị nha. Chị Ly ơi, lấy cái này không? Đẹp lắm chị Ly ơi. Chị Ly lấy cái này không chị ơi? Hoa này nhá. Hoa này là hoa một bông hoa thêu nha, bông hoa thêu người ta may vào đây nhá. Đấy, may vào đây thì không bao giờ lo bong nha các chị nha. Chị nào lấy cái áo ui giời. Chị nào lấy cái áo hoa theo này thì con mình hồng theo cho em nhá. Chị nào lấy cái hoa theo này con mình. Cái này á vải cực kỳ chất luôn chị Ly ạ. Chị lấy cái này thì lấy cái này này, cái này đẹp này chị Ly này. Rộng quá. Không. Áo này không rộng đâu chị ơi, nhìn trên nai vậy thôi. Nhìn trên nai vậy thôi nhưng mà không rộng chút nào đâu chị ơi. Đây này. Em mặc áo này bó sát vào người đây này. Em do lên trên mai nó gần điện thoại nên trông mà rộng thế, ở ngoài không rộng nhá. Chị còn lấy cái này chiều em cầm về cho nhá. Đẹp lắm chị ạ. Nó em để trong bao này nó hơi nhăn nhá chị nhá. Để trong bao nó hơi nhăn, về giặt là hết luôn nhá. Chị ba áo xúc cùng một sản phẩm nhé. Ok chị nhá. Chiều em ship luôn, mai chị nhận được hàng nhá. Nếu chị có số B thì chị mua đơn hàng 200k bên shop bè người ta miễn phí ship chị ạ. Em bán hàng qua shop bè nhiều chị ơi. Bán hàng qua shop bè để giảm phí ship cho người mua ấy. Đơn hàng mà 150k là người ta chỉ lấy 20.000 thôi. 200k là người ta phí ship luôn các chị ạ. Nên chị các chị đăng ký shop bè để mua hàng để không phải mất phí nhá các chị nhá. Có ai lấy cái hồng này thì comment hồng nhá.
Cái hồng này 50 cân, 53 cân đổ lại mặc vừa thôi các chị nhá. Đẹp lồng lộn, đẹp lung linh nhá. Hơi nhăn một chút về giặt phẳng phiu luôn nhá các chị nhá. Giặt sát phẳng luôn. Áo hồng tua nhá các chị nhá. Áo hồng tua nhá. Áo hồng tua nhá, 55 cân đổ lại mặc mặc đẹp, mặc xinh nhá các chị nhá. Áo này chất dày dặn nha các chị nhá. Chất dày cực kỳ đẹp nhá. Chị nào lấy cái hồng tua này thì comment hồng tua cho em nhá. Mặc vừa trẻ trung vừa thời trang nhá chị nhá. Mặc vừa trẻ trung vừa thời trang nhá. Gớm mấy cô nào chưa có chồng mặc này đi đánh bóng phát có anh người yêu luôn. Ai lấy cái này thì comment hồng tua cho em nhá. Hồng tua nhá. Màu xanh nhá các chị yêu nhá. Màu xanh nhá. Chị nào lấy cái màu xanh này thì comment xanh cho em nhá. Mặc cái màu xanh này đi đâu như cái cây che bóng mặt trời các chị ơi, đẹp cực kỳ luôn, mát mẻ nhá. Chị nào lấy cái xanh này thì comment xanh cho em nhá. Mặc như cái cây giữa trời nắng mùa hè nhá các chị nhá. Ai muốn chui vào thì chú nhá các chị nhá. Ai lấy cái màu xanh này nhá. Các chị ạ, áo nhà em ở trên này nó sẽ không đẹp bằng ở ngoài nhá các chị nhá. Vì trên này ở trong phòng em đèn nó chưa được chuẩn nên sẽ nhận hàng ở ngoài nó sẽ đẹp hơn ở ngoài. À quên, ở ngoài sẽ đẹp hơn trong live nha các chị nhá. Chị nhận hàng sẽ đẹp hơn trong live nhá. Một cái đỏ đô cổ trễ chị ơi. Một cái đỏ đô cổ trễ nha các chị nhá. Mặc cái này thì đẹp dã man con ngan luôn. Hôm qua mẫu nhà em mặc lên rất là xinh nha các chị nhá. Em thì không tiện mặc thử nên các chị hình dung các chị nhá. Mặc cái này trễ vai các chị ạ. Mặc đẹp cực xinh nhá. Chị nào lấy cái đỏ đô này thì comment đỏ đô cho em nhá. Mặc lên cái này chị nào lấy cái đỏ đô này các bạn, ở ngoài nó là hẳn là đỏ đô nha các chị nha. Ở ngoài hẳn là đỏ đô nha, chứ không phải màu nhạt nhạt lò lợ như trong like của em đâu nhá. Chị nào lấy cái đỏ đô này, hôm qua mẫu nhà em á, hôm qua mẫu nhà em mặc cái này á mà xinh lung linh các chị ạ. Nó có con rồi nhá, đi ra đường người ta cứ tưởng chưa có người yêu. Màu trắng nha các chị nha, màu trắng nhá. Chữ lớp màu trắng nhá, kiểu dáng gà lô tôm nha các chị nhá. Kiểu dáng gà lô tôm nha. Đằng trước gà lô tôm, đằng sau đuôi tôm nha. Mặc tung tẩy cái mông thoải mái nhá. Đây này. Đó, áo nó này như thế này nhá. Tay xẻ nhá các chị nhá. Chị nào lấy cái trắng này thì comment trắng cho em nha. Mặc quá đẹp quá trời luôn các chị ơi. Mua đâu cái giá rẻ thế các chị ơi. Em bán hàng tại xưởng tại nhà lên mới có giá rẻ nhá. Đi ra ngoài kia các chị á, mua đất loại tay phải ra nhưng mà người ta bảo bao nhiêu trả lấy bấy nhiêu. Mua ở ngoài mà các chị không có giá rẻ đâu nha. Hồng nha các chị nha, hồng có chữ nhá. 53 cân đổ lại mặc vừa nha các chị yêu nha. 53 cân đổ lại mặc vừa nha. Chị nào lấy cái hồng này thì comment chị nào lấy cái hồng chữ này comment hồng chữ nha các chị nha. Vải nhà em á nói chung là mua về sờ mới biết chứ em nói này, cái nào em bảo đẹp vì nó đẹp thật nhá các chị nhá, vì nó đẹp thật. Huyền ơi, Huyền lấy cái này không Huyền? Cái này mặc mát này Huyền này. Huyền Phạm ơi. Huyền Phạm lấy cái này này em này. Mặc đẹp nhá. Đây này, mặc mát mẻ nhá, đi chơi đi làm, đi đâu thì đi. Rất là đẹp nhá các tình yêu nhá. Đi chơi đi học đi làm, đi đâu thì đi, mặc rất là thoải mái, rất là rộng rãi và ok nhá. Một cái bệt vai nhá. À nó không phải, zoom nhá các chị nhá. Zoom bệt vai nhá. Zoom bệt vai nhá các chị nhá. Có màu trắng, màu đen, màu đỏ đô nhá. Có màu trắng, màu đen, màu đỏ đô nhá. Mẹ nào có lấy cái này thì comment zoom kèm màu cho em nhá. Có trắng, có đen, có đỏ đô nhá. Form giống hệt nhau các chị nhá. Mặc đi chơi, đi du lịch, đi ăn tiệc rồi đi biển đẹp lắm các chị nhá. Chị nào lấy cái zoom này thì comment cho em màu nhá. Zoom kèm màu nhá các chị nhá. Zoom kèm màu nhá các chị nhá. Có trắng, có đỏ đô, có màu đen nhá các chị nhá. Béo béo thì mặc màu đen nhá.
gầy gầy mặc màu trắng nha, chung chung thì mặc đỏ đô nha các chị nhá. Nói chung màu nào cũng đẹp, mặc lên dáng nó mới đẹp nha. Em lười em không muốn mặc. Các chị nhá, em lười em không muốn em không muốn thử thôi các chị nhá, nhưng mà về nhà mặc đẹp lắm ạ. Mét 6 đổ lại mặc lên xinh lung linh nha, đi đường trai chết luôn, gái cũng chết. Đây chiếc này bị sao đây? À, không, đây là cái đồ bộ. Váy nhá các chị nhá. Váy nhá. Có hoa này và có con công nhá, để đi để tìm con công, để đưa con công lên cho nó lông nhông cho nó đẹp nhá các chị nhá. Có con công đẹp lắm các chị ơi. Có con công nhá, con công vẫn chưa xé chị nhá, con công vẫn ở trong túi nha mọi người nhá. Con công chưa được bóc tem nhá. Màu trắng nhá các chị nhá. Màu trắng phối vàng đằng sau nha, màu trắng phối vàng nha. Hoa nha. Cũng quá. Có chị nào lấy cái hoa này thì comment hoa cho em nha. Có chị nào 50k mà chiếc váy quá rẻ. Ui giời ơi, đi đâu mua được cái giá 50k cái váy này hả các chị ơi? 50k một cái váy này nhá. 50k mà váy nha, nhà em còn có màu con công nữa các chị nha. Đây này, hai con công nha, đôi tình duyên nha. Hai em mới công có đôi tình duyên nha chị nha. Đây nha, chị nào lấy con công này hay lấy váy hoa này thì comment váy hoa, váy con công cho em nha các chị nhá. Mặc váy con công này nó, con công này nó là có đôi nha các chị nhá. Ai mà chưa có đôi thì nên mua cái lấy cho nó thành đôi thành lứa nha các chị nhá. Con công nha chị nhá. Ai chưa có con thì cũng mặc cái lấy thành có con luôn. Ai lấy váy hoa comment váy hoa cho em nha. Váy con công và váy hoa nha các chị nhá. Đẹp lung linh, đẹp lồng lộn luôn các chị nhá. Quần bò nha các chị nhá. Quần bò nhá. Quần bò nhá, 4-500k shop nha các chị nhá. Nhà em sale quần 150k chị ạ. Nói thật các chị nhá, cái quần này nó đẹp đẹp lắm luôn các chị ạ. Đẹp lắm luôn nhá, quần bò đẹp lắm luôn nhá. Các chị đi ra ngoài á, đi vào shop nó quạt 4-500k á, chả phải bỏ tiền ra mà lấy vội á, vì nó quá đẹp ấy. Nhưng mà em bán like lên với có giá rẻ giật mình nhá các chị nhá. Có chị nào lấy cái quần bò này không ạ? Có nhiều màu lắm các chị nhá. À không, màu chỉ có màu xanh và màu xanh nhạt hơn, vì cái xanh này nó mặc nó chất quá nên em lấy cái màu xanh này các chị nhá. Ai lấy quần bò này nhá, 150k quần bò nha các chị nhá. 150k nhá. Nếu mà sỏ lên cái con canh nhá thì mọi người xem chỉ muốn mua luôn các chị ạ. Nếu mà sỏ lên con canh thì xem chỉ muốn mua luôn. Giờ lên thì này nó đã quá đẹp rồi các chị ạ. Quá là đẹp nhá. Chị nào lấy quần bò này thì comment quần bò nhá, kèm cân nặng, kèm chiều cao để em tư vấn em lấy size lấy số cho các chị nhá. Quần bò đẹp lồng lộn ra mà đéo thấy chị nào mua nhỉ. Buồn cười thật. Màu xanh nha các chị nhá. Màu xanh nha các chị nhá. Màu xanh nhá. Màu xanh ngọc nhá. Áo trễ vai có tay nhá các chị nhá. Áo trễ vai có tay nhá. Mặc cái áo này mát nhá, gió lùa nhá, gió lùa qua tay nhá các chị nhá. Mặc cực mát nhá. Chị nào lấy xanh thì con mừng xanh nhá. Nhà em á, màu này á còn có màu trắng này các chị này. Màu này á có trắng mới đen nhá. Chả biết cái đen nó đâu, chả tìm thấy hay là có khách lấy rồi chả biết. À vẫn còn đây. Màu đen nhá các chị nhá. Đen này. Đen nhá. Xanh nhá. À đen trắng xanh nhá các chị nhá. Bệt vai nha các chị nhá. Mặc mát mẻ nhá, gió lùa mát cực kỳ luôn nha các chị nhá. Đẹp thế này không mua phí của giờ nha các chị nhá. Chị nào không mua hàng bên nhà em thì phí lừa cuộc đời nha các chị nhá. Ai lấy áo này thì comment xanh nhá, trắng nhá, đen nhá. Chị nào lấy xanh trắng đen thì comment xanh trắng đen cho em nhá. Vé nhá các chị nhá, vé con công cũng 50k thôi. Quá là đẹp các chị ạ. Vé con công chỉ 50k nhá. Còn một chiếc ghi màu trơn nhá. Còn một chiếc ghi màu trơn nha các chị nhá. Còn một chiếc ghi màu trơn nhá. Chị nào lấy chiếc ghi màu trơn này thì comment ghi cho em nhá. 53 cân đổ lại mặc vừa các chị nhá. 53 cân đổ lại mặc vừa nhá. Chị nào thích sự nhẹ nhàng, trẻ trung thì lấy cái ghi này nhá. Đó, chị nào thích sự nhẹ nhàng thì lấy cái màu ghi nhá. Em vừa bóc tem xong nhá. Chị nào lấy cái ghi này comment ghi cho em nhá. Lấy cái ghi thì comment ghi cho em nha các chị nhá. Sơ mi nha các chị nhá.
sơ mi đây này. Sơ mi có kẻ kẻ xanh và kẻ đen nhá. Em còn có màu hồng này. Có màu, có nhiều màu lứa lắm nhưng mà chưa tìm được nhá các chị nhá. Nó ở trong đống lô hàng ấy, chưa soạn hàng nên chưa tìm được các chị nhá. Chưa soạn hàng nên chưa tìm được. Chị nào lấy sơ mi thì con mình sơ mi nhá. Chân váy các chị nhá. Hôm nay xả hết hàng nhá các chị nhá. Chân váy đâu rồi nhỉ? Chân váy nhá các chị nhá. Em còn một baby doll như chị Thu Huyền Nguyễn ở đâu nhỉ? Chị Thu Huyền Nguyễn còn đang xem like không? Chị Thu Huyền Nguyễn ơi, chị Thu Huyền Nguyễn có đang xem like không ạ? Chân váy nhá các chị nhá. Thu Huyền Nguyễn ơi, chị Thu Huyền Nguyễn ơi, còn một cái baby doll màu màu kiểu lọn chuối phe xanh này nhá. Nếu mà chị Thu Huyền Nguyễn còn ở đấy thì lấy lốt cái này thì ok cho em nhá. Vừa hỏi baby doll giờ còn đọc cái này lôi ra đấy, nhiều hàng quá các chị ạ, nên em lại không kiểm được hàng nên em chưa lấy đâu like đấy các chị ạ, lấy đâu like đấy hơi bị ấy. Quần bò đây các chị nhá, có chị nào lấy quần bò không ạ? Quần bò có xước ít và xước nhiều các chị nhá. Hàng bán chuyên trong shop nhá các chị nhá. Hàng bán chuyên trong shop các chị nhá. Chị nào lấy quần bò thì con mình chiều cao và cân nặng nhá các chị nhá. Con mình chiều cao và cân nặng thì em sẽ báo size báo số cho các chị nhá. Hàng bò hàng shop nhà em nhá các chị nhá. Quần bò hàng shop nhà em nhá các chị nhá. Đánh người ta đánh số rất là chuẩn nhá các chị nhá. Cân nặng mới chiều cao nhá, vừa đúng số mới chuẩn nhá các chị nhá. Không có số linh tinh, số lung tung đâu các chị ạ. Vì quần trong shop nhá, quần bán chuyên trong shop lên số đánh rất chuẩn nhá các chị nhá. Quần đây các chị ơi, quần đẹp nhá các chị nhá, quần đẹp nhá. Ở dưới gấu quần này có loại rách thế này này các chị này. Rách mất một miếng này luôn nhá. Có một loại ở dưới gấu rách luôn một miếng này nhá. Ở dưới gấu còn loại rách luôn một miếng này nhá các chị nhá. Quần bò 500k, xe còn 150k nhá các chị nhá. Ai lấy quần bò thì comment số, comment số nhá các chị nhá. Comment chiều cao cân nặng để em báo số cho các chị nhá. Chị lấy quần bò thì comment chiều cao cân nặng em sẽ báo số cho các chị nhá. Quần quá đẹp luôn đấy chị nhá, có kiểu nhẹ nhàng hơn nhá các chị nhá, có nhẹ nhàng hơn là hơi mài thì lấy các chị nhá. Hơi mài nhá, comment chiều cao cân nặng nhá. Quần bò thì quá đẹp trời luôn. Mà đéo thấy chị nào comment nè thật. Chân váy nha các chị nha. Chân váy đồng giá 50k nha các chị nha. Chân váy đồng giá 50k nha. Chị nào lấy chân váy thì comment chân váy kèm màu cho em nha. Hoa nha. Có cái hoa này nha các chị nha. Hoa này nha. Hoa này này. Hoa này nha. Chị nào lấy hoa nào thì comment hoa cho em nhá. Chị lấy cái hoa nào thì con mình hoa nhá. Chân váy đen. Chân váy đen nhá. Ai lấy chân váy đen thì con mình chân váy đen nhá. Có một cái ren màu be nhá các chị yêu nhá. Một cái ren màu be nhá. Mặc cực kỳ đẹp nhá. Có một cái ren màu be nhá. Chị nào lấy cái ren màu be này thì con mình màu be nhá. Có rất nhiều chân váy nha, em giơ lên cho các chị nào mà lấy thì chị nào chưa xem like được của em từ đầu thì khi nào xem like xong rồi chụp màn hình lại gửi ebook cho em nha. Chân váy ren nha. Màu này là màu gì chứ? Màu này đen chả ra đen, nâu chả ra nâu. Chị nào lấy chân váy này thì comment chân váy nha. Lấy chân váy nào, 50k một chân váy thôi các chị yêu nhá. 50k một chân váy thôi, quá là đẹp nhá. Màu vàng trẻ trung nha. Màu vàng trẻ trung nha. Chị nào mà chưa có người yêu mà cái màu vàng này quất ngay được một anh nha. Màu vàng nha các chị nha. Ai lấy màu vàng này thì comment chân váy vàng cho em nha. Đen nha các chị nha. Kiểu đen dáng dài nha các chị nha. Chun to ôm bụng nha. Chun to ôm bụng nha. Chun to ôm bụng nha. Dấu bớt cho mình vòng eo số 2 nhỏ gọn hơn các chị nha. Chun to ôm bụng nha. Chị lấy chân váy này nhá. Ở quê mình chắc đéo ai mặc cái chân váy này đâu các chị nhỉ. Nhưng mà ở ngoài phố người ta mặc nhiều lắm các chị ạ. Ở ngoài phố này người ta mặc nhiều cái chân váy này lắm. Có ai lấy chân váy đen này thì con mình chân váy đen dài này các chị nha. Chân váy đen dài nha các chị nha. Chân váy đen thì cứ để đây.
zoom nha các chị nha. Zoom đỏ đô nhá. Zoom đỏ đô nhá. Chị nào lấy cái zoom đỏ đô này thì comment zoom đỏ đô cho em nhá. Có chị nào lấy cái zoom đỏ đô nhà em có màu nhà em có màu trắng nha các chị nhá. Có màu trắng, màu đỏ đô này mới cả màu đen nhá các chị nhá. Chị nào lấy cái zoom màu nào thì comment màu cho em nha các chị nhá. Lấy zoom màu nào thì comment màu cho em nhá. 55 cân đổ lại mặc ok nha các chị nhá. Có ai lấy cái áo săn lách em đang mặc không ạ? 50k nha các chị nhá. Thêu nha các chị nhá, bền bỉ với thời gian nhá. Đã là hàng thêu rồi thì á, lúc nào nó cũng cũng như một nha các chị nhá. Baby doll nha các chị nhá. Baby doll kẻ nhá. Thắt lờ vai nhá. Mặc lên xinh xắn nha các chị nhá. Baby doll kẻ nhá. Baby doll kẻ nhá các chị yêu nhá. Baby doll kẻ nhá các chị yêu nhá. Chị nào lấy cái baby doll kẻ này thì comment kẻ đỏ cho em nhá. Mặc lên tôn da tôn dáng, mặt xinh nhá các chị nhá. Mặc lên đẹp cực kỳ luôn nhá. Chị nào lấy cái baby doll này thì comment kẻ đỏ cho em nhá. Còn cái kẻ cam nữa các chị nhá. Kẻ cam nha các chị nhá. Còn cái kẻ cam nữa chị ơi. Còn vẫn còn cái màu tím hay sao vậy? Trắng chữ nhá các chị yêu nhá. Trắng chữ nhá. Chất vải dày dặn nhá. Dày dặn co giãn nha các chị nhá. Không bay không xù nhá. Chất vải nhà em là vải mát nhá các chị nhá. Vải nhà em là vải mát nhá các chị nhá. Vải nhà em cực kỳ mát luôn các chị nhá. Mặc nhẹ nhàng như không mặc gì nhá các chị nhá. Chị nào lấy cái trắng này thì comment trắng cho em nhá. Chị nào lấy cái trắng này thì comment trắng cho em nhá. Có chị nào lấy cái áo như em đang mặc không ạ? 50k thôi các chị nhá. 50k quá rẻ nhá các chị nhá, quá rẻ nhá. Đi ra các shop nó chỉ bán 120 cái áo này em. Đi ra shop nó chỉ bán 120 cái áo này mà chị. Áo 3D nhá các chị nhá, áo 3D nhá. Áo 3D nhá. Có chị nào lấy cái áo 3D này thì comment áo 3D cho em nhá. Có con đại bàng nhá. Mặc cực kỳ nhá các chị nhá. Áo 3D con đại bàng nhá. Vải thì khỏi phải bán luôn. Đẹp lồng lộn luôn các chị ạ. Áo 3D nhá. Chị nào lấy cái áo 3D này thì comment trắng 3D cho em nhá. Con đại bàng nhá các chị nhá. Áo trắng 3D nhá. Chị nào lấy cái trắng 3D này comment trắng 3D cho em nhá. Toàn hàng đẹp. Nhà em toàn hàng đẹp thôi các chị yêu ơi, toàn hàng đẹp nha các chị nhá. Trễ vai nha các chị yêu nhá. Trễ vai nha, lửa hở lửa kín nha. Mặc cực kỳ lữ tính nhá. Mặc cực kỳ lữ tính nhá các tình yêu nhá. Mặc rất là lữ tính nhá. Áo 3D nhá. Chị nào lấy cái áo quần áo trễ vai nha các chị nhá. Áo trễ vai nhá. Mặc cực kỳ lữ tính nhá các chị nhá. Chị nào lấy cái màu trễ vai này thì comment cho em màu xanh rêu nhá. Ai lấy cái này thì comment xanh rêu cho em nhá. Xanh rêu nhá. À không phải xanh rêu. Ui lộn mẹ nó mất rồi. Màu xanh lón chuối nhá các chị nhá. Chị nào lấy cái này thì comment cho em xanh lón chuối nhá các chị nhá. Nói nhiều quá nhiều mẹ nó mất. Xanh lón chuối nhá. Chị nào lấy thì comment xanh lón chuối cho em nhá. Còn đúng một cái màu tím thôi các chị nhá. Một duy nhất một cái màu tím trễ vai nhá. Mặc nhẹ nhàng nhá, lửa kín lửa hở nhá. Trễ vai nhá các tình yêu nhá. À quần bò chị. Quần bò đây chị Vân Trần nhá. Quần bò nhá các chị nhá. Em nói thật nhá các chị nhá. Đi vào shop nó chỉ bán cái quần này 400k các chị. 400k nhá. Nhà em hàng bán tại shop nhá các chị nhá. Hàng bán tại shop nha các chị nha. Hàng bán nhập quần, hàng bán tại shop nha. Nó đánh sai đánh số cực kỳ chuẩn luôn các chị nha. Đánh sai đánh số cực kỳ chuẩn nha. Chị nào lấy quần bò nhá. Chị nào lấy quần bò nhà em nhá. Lấy một lần về á.
mua một cái là xong, muốn mua cái nữa chị ạ, vì nó quá đẹp luôn, chất thì ok con dạ nhá chị nhá. Size số chuẩn luôn nhá. Báo chiều cao mấy cân nặng nhá. Báo chiều cao mấy cân nặng em sẽ tư vấn cho lấy số nhá các chị nhá. Lấy quần bò thì comment quần bò nhá. Có màu xanh đậm hơn nhá các chị yêu nhá. Có màu xanh đậm hơn này. Quần bò nhá. Quần bò 500k sale còn 150k nhá. Ở từ 26 đến 28 chị ơi. Chị cao mét bao nhiêu và nặng bao nhiêu cân ạ? Có từ 26 đến 28 chị nhá. Chị cao mét bao nhiêu, nặng bao nhiêu cân thì em mới biết chị lấy số nào là vừa nhá. Quần nhà em nhá, kiểu chơi, kiểu nghịch, kiểu nhẹ nhàng đều có nhá các chị nhá. Quần bò có màu xanh nhạt không? Chị ơi xanh nhạt đây chị ơi. Chị ơi, quần này ở ngoài nó nhạt nhạt đấy chị ạ. Mặc lên quần này chất lắm chị ơi. Để đâu nhỉ? Lấy mẹ cái này đi. Chị ơi, cái này ở ngoài nó nhạt nhạt đấy. Đúng rồi, ở ngoài nó nhạt nhạt đấy chị ơi. Mặc lên cái này nó cực chất đấy chị ơi. Mặc lên cái này cực chất nhá. Quần bò nhà em á, toàn lấy hàng bán trong shop thôi chị ạ. Size số đánh thì chuẩn không phải chỉnh nhá. Size số chuẩn không phải chỉnh. Chị nào lấy quần này báo chiều cao mấy cân nặng cho em nhá. Báo chiều cao mấy cân nặng cho em nhá. Những cái quần mài mấy xước này xem nào. Chỉ có hai màu thôi hả? Ba màu chị ạ. Ba màu. Em có ba màu chị ơi, em có ba màu nhá. Ba màu mấy 4-5 kiểu ấy. Hàng mới về nên đã kiểm tra chó thì đâu chị. Hàng mới về em còn chưa thèm kiểm tra. Lôi ra like em cứ vớ được cái nào thì em like cái đấy thôi. Có kiểu này nhá các chị yêu nhá. Có kiểu này nhá. Cực kỳ nghịch nhá. Nghịch nào đâu, nghịch nào cái chân này này các chị này. Cái chân này nhìn cái chân nó rất là buồn cười nhá các chị nhá. Đây quần này nhìn chân của nó rất là buồn cười nhá. Chị nào nghịch nghịch nhá, nghịch nghịch nhá. Đi học, học sinh nhá, học sinh thì các chị học sinh thì rất là cần nhiều quần bò. Nhưng mà chắc là lại không biết em để mà mua quần bò rẻ và đẹp hay lèm. Có cái kiểu có chân này nhá. Chị nào nghịch nghịch thì lấy cái kiểu có chân này nhá. Đây này. Kiểu này nhá. Ôi dồi ôi. Xem 5 kiểu đi á. Xem 5 kiểu đi, nó đang ở trong bao giờ và moi bóc ra được mấy kiểu. Đây lấy tạm nhá. Một nhá. Đấy cái kiểu nghịch 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 này này. Kiểu nghịch nghịch nhá. Xước xước ít nhá, xước ít dành cho các cô gái giản dị nhá. Đấy các cô gái nào giản dị thì lấy cái quần hơi mài mài nhẹ nhẹ này thôi nhá. Đây quần này thì mặc chất nhá, nước cắt nhá, đẹp nhá. Đẹp chuẩn nhá, chuẩn không cần phải chỉnh nhá các chị nhá. Chỉ 150k nhá. Em nói thật nhá các chị, đéo mua ở đâu cái quần nào rẻ này đâu các chị ạ. Chả ai bán cái quần quần đẹp thì lấy rẻ nhá. Số nhà em thì cực kỳ chuẩn luôn, vì nó là hàng trong shop nhá. Các chị vào shop mà xem cái quần y chang nhà em này á, nó phải gắn mác đến 400k đấy các chị ạ. Y chang luôn nhá. Quần này trong shop nó phải gắn mác đến 400-500k đấy các chị ạ. Ai lấy quần đây, quần này em. Quần này kiểu này thì màu nó hơi đậm đậm chị Vân Trần nhá. Quần này nhá, nó hơi đậm nhá. Nó hơi đậm nhá, chị nào lấy cái quần này xem nào. Quần này nó hơi đậm nhá. Chị nào lấy cái quần này thì comment xanh nhá. Xanh nhá. Xanh này theo đúng kiểu học sinh này. Kiểu nó đậm 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 đấy. Ôi dồi, toàn mang cái chậu nào linh tinh. Chị nào lấy quần bò thì comment chiều cao cân nặng số điện thoại em sẽ tư vấn lấy số cho các chị nhá. Quần nhà em chắc là 55-53 cân đổ lại là mặc thì đẹp rồi. Quần nhà em 55-53 cân đổ lại thì mặc đẹp thôi các chị ạ. Có 4 kiểu thôi ạ. 4 kiểu á xem nào. Ôi dồi ôi. Nó ở trong bao trong túi này á. Trong bao trong túi này mà cứ bắt moi ra hết. Đây này. Đúng rồi. Kiểu này cũng khác vừa nãy đây chị này. Mài này, mài xước này khác vừa nãy này. Đây, mài xước nhá. Mài xước nhá tình yêu nhá. Mài xước khác khác cái xanh đậm vừa nãy nhá. Cái xanh đậm vừa nãy cái chỗ này nó sổ sổ lên một tí này. Đây nó phẳng nhá. Phẳng nhá. Comment chiều cao cân nặng nhá. Em sẽ tư vấn chiều cao cân nặng em sẽ tư vấn lấy size lấy số nhá các chị nhá. Comment chiều cao cân nặng để được tư vấn size số nhá. Chứ bây giờ
em mà like trên này các chị bảo cho em cái này, nhưng mà chả biết các chị bao nhiêu cân. Về mặc lại không vừa, đổi trang nó phiền lắm các chị ạ. Nên cứ nói chiều cao cân nặng để em lấy số cho nó chuẩn nhá. Này lai áo nhá. Zoom nha các chị ạ. Nó không phải zoom nhá. Quần đùi. Quần đùi. Có kiểu nào rách dưới. Có kiểu nào rách rách dưới rách dưới gì chị ơi? Rách dưới. Có kiểu nào rách dưới gì chị ơi? Rách dưới lại quần á. Chị ơi comment có chữ đi nhá. Comment có chữ em đọc cho hiểu nhá. Giờ không có chữ các chị à nhỉ? Em thấy có kiểu này rách như thế này là chơi lắm rồi chị này. Các chị nào nghịch thì mới dám mặc cái kiểu này đấy. Dưới ống quần đây, rách dưới ống quần đây. Rách dưới ống quần nhá, rách dưới chân quần. Rách dưới chân quần. Có chị nào lấy cái này thì comment cái này nhá. Cái này nhà em xem nào. Cái này xem nào. Cái này 28 này. Cái này 28 thì 53 cân đổ lại mặc vừa nhá các tình yêu nhá. Cái này 28 nhá. Em mở hàng bớt không. Chị ơi, quần này em cũng bán ở em quần này em cũng bán được một số rồi. Nhưng mà chị có lấy cái rách dưới này không chị ơi? 150k là quá rẻ rồi đấy chị ạ. 150k là quá rẻ rồi. Chị mua đâu được cái giá quần này 150k chị ơi? Vào shop đó nó phải dán ít nhất là 400k đấy. Em nói chuẩn luôn, em đã xem trong shop em xem trong shop rồi các chị ạ. Em xem trong shop, em đi cắt shop rồi em xem quần như giống như nhà em và em nhập về nhá các chị nhá. Quần giống như nhà em nhập về nhá. Trong shop quần này dán 400k nhá. Mà các chị nói thật nhá, vào trong shop với các chị ạ, nó có bớt giỏi cho thì bớt được 20.000 các chị ạ. Nếu ai nó bớt cho 50.000 bao giờ. Shop đấy các chị ạ. Nó dán 400k đấy. Em đi á, bao nhiêu shop để em tham khảo các loại quần đẹp em nhập về. Trong shop bao quần này dán đúng 400k. Chị ạ lấy qua. Có mình chiều cao mình cân nặng nhá. Bớt đi em lấy hu. Ôi giời ơi chị ơi, em bớt cho chị 5.000. Chết. Hàng nhà em bán giá rẻ, em đã bảo với các khách là em bán giá rẻ trên livestream rồi, em còn không thể miễn phí ship cho chị nào đi ạ. Chị ơi, 150k cái quần này nó là quá rẻ rồi các chị nhá. Bán quần quá. 150k. 100 bớt 10k đi. Ôi giời ạ. 150k nó quá rẻ quá. Ngứt đường. 150k. Quần này nó là quá rẻ rồi. Em còn chịu bớt em còn 140 đi. Bớt còn 140 đi. Chị ơi, mua quần đẹp như thế tiếc gì có 10.000 đấy chị ơi. Nếu mà chị có mất ship bên nhà em có 30.000 tiền ship so với ở ngoài kia chị vẫn là mua rẻ lắm rồi ấy. Bớt. Thế chị lấy cái bán cho cái vậy. Chị lấy quần nào chị ơi? Lấy cái quần rách rách ở dưới chân đấy á. Chị lấy quần rách ở dưới chân nhá. Nhưng mà nếu mà bớt như thế á, chị phải lôi kéo bạn bè chị vào mua để kéo lại cái tiền rẻ em thì thế em mới bán cho đấy chị nhá. Chị Vân Trần nhá. Em bán giá đấy chị phải lôi kéo bạn bè chị vào mua thì em mới bớt cho cái giá đấy thì em còn còn lấy lại nha các chị nhá. Quần rách dưới ống quần. Có ai lấy sơ mi hoa đấy không ạ? Sơ mi hoa nhá. Sơ mi hoa nhá. 50k quá rẻ nhá. Một chiếc quần bò hay một chiếc chân váy mua được thì lần sau ủng hộ tiếp. Ừ thế thì ok nhá. Nhưng mà phải lôi kéo bạn bè vào mua để còn lấy lại cái chỗ tiền đấy đấy. Đã không đi bớt cho thì mất không cả rồi lãi được 20.000 thì
Đấy là 20.000 thì chị bớt 10.000 của em rồi em còn đọc 2 đọc 10.000. Đọc 10.000 cho chị. Sơ mi hoa nha các chị nha. Sơ mi hoa nha. Sơ mi hoa nha. Có anh chị nào mà có người yêu thì sơ mi hoa nha các chị nha. Tay kiểu nha. Tay kiểu nha các tình yêu nha. Năm nay đang hot 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 cái tay kiểu này là các chị này. Sơ mi nhá, năm nay đang hot 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 cái tay kiểu đấy nha các chị nha. Tay nhá, tay kiểu kiểu lỗ lỗ này các chị này. Mát nhá, trời có 10k hu hu. Chị khó tính quá. Thì em bảo bớt cho chị rồi cơ mà. Nhưng mà chị phải lôi kéo bạn bè ra mua để còn để còn bồ lại cho em đấy. Em bảo em bớt cho chị rồi mà. Nhưng mà phải mà ui giời các chị ơi, mua trên line này thường người ta chỉ bán một giá thôi mà nị. Lấy thì con mình chiều cao cân nặng rồi lấy thì con mình chiều cao cân nặng thì em sẽ lấy size lấy số cho chị nha. Chị Vân Trần lấy thì ok nha. Và con mình chiều cao cân nặng số điện thoại cho em nha. Bớt cho 10k đấy. Chị lấy thì em bớt cho 10k đấy. Mà bớt cho một người nhá, không bớt cho hai người đâu. Mà phải lôi kéo bạn bè vào để em còn lấy lại cái tiền đấy nhá. Con bớt cho chị như thế thì em nói suốt từ bấy. Em nói suốt từ bấy. Áo hoa nha mọi người nha, áo hoa nha các tình yêu nha. Ở ngoài livestream sẽ đẹp hơn ở trong live nhá. Các chị nhá, ở ngoài livestream sẽ đẹp hơn trong live nhá. Chị nào lấy áo hoa lấy kèm mấy mặc mấy chân váy và quần bò thì quá là đỉnh điểm nhá các chị nhá. Ai lấy sơ mi hoa này thì comment sơ mi hoa nhá. Sơ mi hoa nhá. Ai lấy sơ mi hoa thì comment sơ mi hoa cho em nhá. Sơ mi nó còn có kẻ nhá, còn có kẻ xanh này các chị nhá. Có kẻ xanh. Có kẻ xanh này và kẻ đen nhá các chị nhá. Có kẻ xanh và có kẻ đen nhá. Chị nào lấy sơ mi hoa thì comment sơ mi hoa và sơ mi kẻ cho em nhá. Sale còn 50k nhá. Rẻ quá trời đất luôn. Vân Trần cho chiều cao và cân nặng Vân Trần nhá. Chị Vân Trần cho chiều cao và cân nặng để em tư vấn lấy số cho chị nhá. Baby doll nhá các chị nhá. Baby doll này các chị ơi. Baby doll nhá. Chị nào lấy baby doll này, kẻ này, kẻ cam kẻ đỏ nhá, mặc trẻ trung nhá, trẻ trung nhá, chưa có người yêu nhá, chưa có người yêu thì đi đường sẽ có ngay một anh người yêu theo lẹo đẽo về tận giường nhá. Chị nào lấy sơ mi kẻ này thì có một sơ mi kẻ cho em nhá. À quên, baby doll nhá, baby doll nhá. Chị Vân Trần có đang xem không? Chị Vân Trần ơi, chị Vân Trần cho chiều cao và cân nặng để em còn lấy size lấy số cho chị nhá. Chị Vân Trần có đang xem không? Vân Trần mà đang xem thì cho chiều cao và cân nặng để còn lấy số nhá. Sơ mi nhá mọi người nhá. Em xem quần bò và chân váy đi chị. À quần bò thì quá đỉnh điểm luôn các chị ơi. Quần bò nhà em nhá. Quần bò 150k nha các chị nhá. Quần bò 150k nha. Các shop khác sẽ bán mấy quần này của em là 450k nha. Em đi tham khảo các shop rồi em mới đi nhập về nha các chị nhá. Bán tại nhà không lợi nhuận nha các chị nhá. Bán tại nhà không lợi nhuận nha. Bán tại nhà không lợi nhuận nha các chị nhá. Đi ra shop mua các chị nhá. Đi ra shop mua quần này nó cứ phải nó cứ phải bán 400-500k nha mà các chị nhá. Đi vào shop mua cái shop nào cái quần nào nó dễ tính thì nó bớt cho chị 20k nhá. Còn không bằng cả 50k đéo ai là bán cho các chị nhá. 150k nha các chị nhá. Ai lấy quần bò này thì comment chiều cao à, size bao nhiêu chị á? Size á, các chị phải nói cho em chiều cao và cân nặng thì em sẽ tư vấn size cho các chị nhá. Các chị comment chiều cao và cân nặng thì em mới tư vấn size cho các chị nhá. Size nhà em từ 26 đến 28 nhá. 53, 55 cân đổ lại vẫn mặc vừa mà size 28, 53 cân mặc lại là đẹp thôi. Chị nào mà cao 1m6 thì 55 cân 1m6 mặc vẫn vừa nhá các chị nhá. Còn thấp hơn thì chỉ 53 thôi các chị nhá. Đây có kiểu nhẹ nhàng đây các chị nhá. Size 28-29 ok chị ơi, 28-29 nhá. Sẽ có size 28-29 này mà 28 đâu nhỉ. Các
Cái này size 28 chị nhá. 28 nhá chị nhá. Nhà em nhá. Nhà em quần đấy chị ơi. Nhà em quần nhá. Quần bán trong shop 55 cân cầm M63 mặc quá đẹp luôn chị ạ. Mặc quá đẹp nhá. Quần nhà em là quần bán trong shop nhá các chị nhá. Lên size số người ta đánh rất là chuẩn nhá các chị nhá. Không giống như hàng chợ mà đánh 25 27 mặc vừa đâu các chị nhá. Không phải đánh số 25 mà 27 vẫn mặc vừa nhá. Đây là quần bán trong shop nhá các chị nhá. Lên size mấy số người ta đánh rất là chuẩn nhá. Cân nặng và chiều cao á, vừa nhá, khít đồ đít nhá các chị nhá. Về không phải đổi trẻ nhá. Bật điện ơi, đau lòng quá. Ôi đau lòng quá, người ta đang mua hàng. Ôi giời, chào em thật. Này còn chưa lưu được like nữa. À. Có chị nào đang xem like không ạ? À? Đang xem mất điện các chị yêu ơi. Có chị nào đang nhìn thấy em không các chị ơi? Chị ơi đang xem live mất điện, em bật 3G đấy chị ơi, em bật 3G đấy. Đang xem live mất điện nhá. Ờ để đợi em chút, em bật 3G đấy chị ạ. Đang xem live mất điện để bê cái livestream live chat này đi ra ngoài cửa ngồi xem nào. Tối quá. Viết tuổi có. Có nhìn thấy em không các chị ơi? Các chị có nhìn em không ạ? Các chị có nhìn thấy em không các chị ơi? Ok, viết tuổi Nai bắt Linh shop bang. À chị ơi, em ngu em ấy không biết gửi link chị ạ. À, tí nữa em sẽ chị kết bạn với em nhá. Ờ chân váy nhá, để xem chân váy đây. Chân váy 50k thôi chị yêu ạ. Chân váy 50k thôi chị yêu ạ. Chân váy nhá. Cả váy luôn này chị ơi, chị nhìn váy nhá, váy này ở ngoài đẹp hơn trên Nai nhá. Form rộng nhá. Ok, form rộng. Ờ, mặc quần size 28, 29 là cái form rộng rồi, giống giống người như kiểu em cũng mặc size 28, 29 ấy. Chân váy nhá. Ừ, đang like thì mất điện, đau thật. Em bật 3G nhá, thỉnh thoảng mạng nó có mà tông giật đi, các chị thông cảm nhá. Zoom nhá các chị nhá, 50k nhá. Em sẽ, nếu mà có shop bé chị ạ, em sẽ gửi cho chị cái em không biết gửi đường link đâu, ngu chả biết gửi thế nào ấy. Vào mấy lần rồi, bao nhiêu khách hỏi gửi nhưng mà không biết gửi. Em mới chụp màn hình ấy, em chụp màn hình cái trang cá nhân của em ở trên Shopee xong rồi chị tìm thì ra đúng cái hình ảnh đấy là ra nhá chị nhá. Nó tại Thị Loan không mà giấu gì mà không có cách cùng gì nhá, không cách kiếp gì. Chân váy này. Chân váy 33 nha các chị yêu nha. Mất điện nha các chị nhá. Tối on này mất điện nha. Em bê ra chỗ này nó hơi sáng xem nào. Tối on này nó hơi mất điện nha các chị nha. Chân váy nha. Chân váy kiểu 33 đây các chị nhá. Mặc mát lắm. Ở trong quê chả biết nào nhưng em thấy ngoài phố nó mặc nhiều lắm. Mẹ đi em mới nhập về nhá. 50k nha. Chân váy dài qua đồi gối nha các chị nhá. 50k nha. Chân váy này thì 5-6 cân chả mặc vừa các chị. Chân váy này 55-60 cân trẻ mặc vừa. Chân váy đen nhá. Chị nào lấy chân váy đen này thì comment chân váy cho em nhá. Chân váy nhá, xả 50k thôi các chị nhá. Chân váy xả 50k thôi các chị yêu nhá. Chị nào lấy chân váy đen này thì comment chân váy đen nhá. Quê mình thì ít mặc như ngoài phố, chúng nó lượn lờ ngoài phố nhiều lắm các chị ạ. Nó lượn lờ ngoài phố nhiều lắm. Gen nhá các chị yêu ơi.
form rộng nha, mặc thoải mái nha, rằng giật thoải mái nhá. Má em chỉ nhập cái loại chun này thôi các chị này. À, có cái dài hơn không chị á? Có dài hơn á? Đây chị ơi, cái này là dài à. Cái này á. Chị ơi, mặc cái này qua đồi gối rồi chị ơi. Mặc cái này qua đồi gối rồi nhá. Đó, mặc cái này á, đóng thùng mì á, sơ mi hay áo phông thì à, đẹp luột nè nhá. Nó giống kiểu như cho em một quần bò nhỉ. Ok chị Việt Tươi ơi, quần bò nhưng mà chị Việt Tươi cho em chiều cao và cân nặng chị nhá. Chiều cao và cân nặng kèm số điện thoại nhá. Em sẽ lấy số cho chị nhá. Quần bò quá dẹp quá trời chị ạ. Em đi xem tham khảo mấy cái shop quanh quanh khu vực Hà Nội này chị ạ. Dán giá 400k, nói không phải nói điêu luôn, dán giá 400k chị ạ. Em bán tại nhà đấy, thế nên mày biết là cái bọn shop nó lãi khủng khiếp thế nào. Mình bán tại nhà này à, bán là không lợi nhuận rồi. Nhá, chân váy này nhá, kiểu 33 nhá các chị nhá. Mặc như kiểu 33 thời xưa ấy các chị ạ. À. Mặc như kiểu 33 thời xưa nhá. Ở ngoài phố em thấy mặc nhiều lắm, mốt ngoài phố đấy. Màu nhá, màu này là đen pha ghi nhá. Đen pha ghi nhá các chị nhá. Màu này là màu đen pha ghi nhá. Chị nào lấy quần bò bên bên nhà em ấy. Huyền ơi, Huyền, để chị cốc nước với, thàn hết đẹp tiếng. Chị nào lấy quần bò bên nhà em thì con mình chiều cao cân nặng thì em lấy số nhá các chị nhá. Chiều cao cân nặng thì em lấy số nhá. Mua hàng bên nhà em tự động e-bát cho em nhá, tự động e-book cho em nhá. Nhà em có shopee nhá các chị nhá, có shopee nhá, đơn hàng 200k. Ok chị Việt Tươi nhá, màu khói, có màu khói lửa không? Em cao 1m55, 50 cân. Ôi giời, thì mặc 28 nhá. Đây, màu khói đây. Em không thích kiểu này. Cá tính đi chị. Cá tính nhá. Đợi tí nhá. Có quần đùi bò không? Có quần đùi bò nhá. Ngày kia mới về cơ. Chị đặt hàng rồi nhá. À, chị hàng khoang à? Đây, chị mới. Chị hàng khoang ơi, em đặt... đẹp quần bò kiểu người ta may rồi, nhưng mà ngày kia nó mới ra hàng để người ta gửi về cho em nhá. Màu khói nhá, chị Đào vừa bảo thích màu khói của em ấy nhở. Việt Tươi có màu khói không chị? Em cảm ơn em. Ôi ôi chị Việt Tươi ơi, màu khói đây chứ còn màu khói nào nữa chị ơi. Đây là màu khói nhá, chị nào lấy cái màu khói này nhá. Chị ơi mất điện nhá các chị nhá. Mất điện này nên là quần nhà em nó cứ lung linh huyền ảo đó. Nó cứ từ màu lọ nó chuyển ra màu kia nhá các chị nhá. Chị nào lấy cái màu khói này thì comment màu khói cho em nhá. Ai lấy cái màu khói này thì comment màu khói nhá các chị nhá. Chân váy ren màu khói nhá. 55 cân đổ lại vẫn mặc vừa này. Chun co giãn thoải mái nhá các chị nhá. Chun co giãn thoải mái nhá. Giấu bớt đi bụng béo ở phần ở vòng 2 nhá các chị nhá. Chun co giãn thoải mái nhá. Giấu béo ở bụng phần 2 nhá. Chị nào lấy cái màu khói này thì comment màu ren khói cho em nhá. Để chống nhầm lẫn với màu khác nhá các chị nhá. Chống nhầm lẫn với màu khác nhá. Ôi trời ơi, có cái màu ren này còn đẹp hơn cả màu khói này các chị này. Có chị nào lấy cái áo như em đang mặc không ạ? 50k. Gom tất cả mang xuống cho anh Văn Phương à. Ok anh Văn. nhiều. Anh Phương ơi, em ở dưới làng mình đây này, bảo vợ đến mà thử thuật thoải mái thôi. Toàn hàng bán đẹp lung linh, đẹp huyền ảo, đẹp lồng lộn nhá, không phải đi mua đâu hết nhá. Đây các chị nhá, mềm nhá, ren loại một nhá các chị nhá, ren loại một nhá. Các chị ơi, ren loại 1 nhá. Đang mất điện nhá các chị nhá. Mất điện nên màu nhà em từ màu lọ nó sẽ chuyển sang màu kia nhá. Nó không được chuyển màu nhá các chị nhá. Ren nhá các chị nhá. Ren loại 1 nhá. Đẹp đẹp nhút cả người ra. Mặc những cái này thì mới mềm mại nhá các chị nhá. Ai lấy cái màu, màu này là màu gì nhỉ? Ghi. Có quần bò ngố không chị? Quần bò ngố á, chị Việt Tươi á. Quần bò ngố em mới đặt ở bếp xưởng, người ta đang sản xuất cho em. Có quần bò ngố ấy chị, người ta đang sản xuất bên em. Thứ 2 ngày sau mới về cơ. Không, chả lóng gì lệch.
Quần bò ngố nha, 2 ngày sau mới về nha. Chị nào lấy cái chân váy này thì con mình chân váy cho em nha. 50k một chân váy thôi các chị ơi. Quá rẻ, mua đéo đâu được cái chân váy rẻ mà đẹp thế này các chị ạ. Các chị ơi, quá rẻ mới đẹp nha. Gen loại 1 nha các chị nha, gen loại 1 nha. Lấy màu này thì con mình màu cho em nha. Đây có một cái chân váy đen này nhá. Quần chân váy nhà em nha các chị yêu nha. Chân váy nhà em nhá, nó có quần ở trong nhá. Chân váy nhà em có quần ở trong nha các chị nhá. Tất cả chân váy nhà em đều có quần ở trong nhá. Yên tâm là mặc không lộ hàng nha các chị nhá. Mặc không thể là lộ hàng nha, tung tay đi ra gió thoải mái mà tấp luôn để không lộ nha các chị nhá. Chân váy nhá, chân váy có kèm quần ở trong nhá các chị nhá. Ai lấy cái chân váy đen đen này thì con mình ai lấy cái chân váy đen này con mình đen cho em nhá các chị nhá. Các chị có nhìn rõ không ạ? Các chị có nhìn thấy chân váy đen rõ không các chị nhá? Ôi trời ơi. Chân váy đen nha, các chị có nhìn rõ không? Rõ thì con mình cho em là đen nha các chị nhá. Các chị có con mình đen cho em nhá. Rõ thì con mình đen cho em nhá. Đen nha các chị nhá. Quần bò đây các chị nhá. Quần bò nha các chị nhá. Quần bò nhá. 500k nha các chị nhá. Sale còn 150k nha các chị nhá. Quần bò sale còn 150k nhá. Chị nào lấy cái quần bò này thì con mình chiều cao và cân nặng em sẽ tư vấn đấy à. Con mình chiều cao và cân nặng em sẽ tư vấn con mình chiều cao và cân nặng em sẽ tư vấn size số nha cho các chị nhá. Quần bò 500k sale còn 100k nhá. Không ở đâu bán nha các chị nhá. Em đi loanh quanh nha, tham khảo các shop rồi. Nó dán giá đúng 400k đây các chị ạ. Nó dán đúng 400k cái quần bò này á. Mà đi vào các shop các chị nhá. Đi vào các shop ạ. Nó chỉ bớt cho 10.000 là cùng thôi. Chứ các chị mua đâu được. Gen nha các tí yêu nha. Gen nha. Mà thôi các chị ơi, nghỉ đi các chị ơi. Chưa rồi, em đói quá rồi, em chưa ăn đi các chị nhá. Nghỉ nhá, chiều em lại like tiếp các chị nhá. Xem đốt mấy mối nhá các chị nhá. Chị nào mà chưa xem bằng like em từ đầu ấy các chị ạ. Chị nào chưa xem like em từ đầu nhá các chị nhá. Thì xem lại like xong rồi chụp ảnh comment gửi lại cho em nhá. Chụp ảnh comment gửi lại cho em nhá. Chị nào xem từ đầu comment xem lại like từ đầu nhá. Chào các con. Đấy nhá, chị nào chưa xem bằng like em từ đầu thì xem lại từ đầu xong rồi chụp màn hình gửi lại cho em nhá. Bây giờ em nghỉ trưa đây các chị nhá, muộn quá rồi, em còn chưa được đút cái gì và mõm ăn đây. Cái mồm. Cái mồm hả, cái mõm. Ai lấy cái sách này thì cứ comment nhá, chụp lại đây này. Chỉnh lại nó xinh nhá, chụp lại lấy cái sách của em nhá. Thôi chào các chị nhá. Chào các chị nhá, chờ em lại like tiếp các chị nhá.